cái chủ đề hôm nay nó cũng có một cái cơ duyên đặc biệt. Như hôm đó có mặt của Khôi, nhân dịp tôi có một người đồng nghiệp là một tiến sĩ triết học người Anh đó, tên là Edward Hawkins, là cùng trong cái bộ môn triết học của trường Hoa Sen. Thì anh này là làm luận án tiến sĩ chuyên về Habermas. Đây, nhân vật ở đây coi, Habermas. Mà một số các nhà nghiên cứu đánh giá là triết gia quan trọng nhất của thế kỷ 20, hậu Heidegger và hậu Wittgenstein. Nên sau khi hai ông kia đã coi như cái tư tưởng nó bị mờ nhạt đi đó, thì Jürgen Habermas được coi là một trong những triết gia hàng đầu, không những của Đức và của cả thế giới. Tôi có một vinh dự được tham dự một cái seminar do Habermas tổ chức tại Đại học Boston. Thì kỳ đó tôi đang học tiến sĩ ở tại đó và được cái cơ hội tham gia và trao đổi trực tiếp với vị triết gia này. Rất tiếc là chưa, còn đó chưa có selfie mà chỉ có mấy ảnh để mình chụp lại để mình làm le với lại các đệ tử khác cũng không sao. Thì cái nhân vật mà tôi nói đó, người đồng nghiệp của tôi đó, là tiến sĩ Edward Hawking đó, thì khi mà thấy tôi soạn một số các slide về Habermas thì anh ta rất là kinh ngạc. Anh ta nói là tôi mới là chuyên gia về Habermas đây, ở tại vì tôi làm luận án tiến sĩ triết học ở bên Anh về nhân vật này. Tôi nói oh wow, vậy nhường anh. Là cái hôm bữa mà ở cà phê thứ bảy mới tuần trước thôi các bạn, thì là tôi là người phiên dịch chính cho Edward Hawkins. Nhưng bản thân tôi là người làm công tác phiên dịch thì tôi cảm thấy không được hài lòng lắm về cái sự trình bày. Đương nhiên cái sự hài lòng này là tự nhiên, điều đó không có nghĩa là tiến sĩ Hawkins là kém hay là dở hay là cái gì cũng có, mà tôi không hề có ý nói đó. Vậy tôi muốn nói là cái trình bày đó làm cho tôi là với tư cách là người cũng từng học với Habermas và cũng có đọc sách của ông ta. Đây là của cái bộ sách mà các thầy cô tôi tham gia hôm đó giới thiệu cho tôi. Đây là kiệt tác nổi tiếng nhất của Habermas, sẽ được dịch ra tiếng Anh. Đó là tác phẩm Lý thuyết về hành động tương giao. Thì bản thân tôi rất không hài lòng lắm, bởi vì theo tôi thì có những điều mà quan trọng hơn và đáng nói hơn thì tiến sĩ Hawkins sẽ không nhắc đến. Thì ngay lúc đó có người học trò, người học trò cũ của tôi, thì bạn này là một đại chúng sinh học để trở thành linh mục đó của trung tâm học vấn Đa Minh. Thì bạn tên là Thành, chắc lát bạn Thành sẽ có mặt ở đây. Thì bạn Thành lại giơ tay hỏi về cái đạo đức học về diễn ngôn của Habermas. Thì đây mới là tư tưởng cốt lõi của ông ta. Thì rất tiếc rằng tiến sĩ Edward Hawkins lại không đề cập đến. Thì đó là vào những câu hỏi mà thuộc vào giờ chót rồi, gần 12 giờ trưa, thì tôi cũng có trả lời qua loa cho bạn Thành đó. Và tôi nghĩ rằng đó là một cơ duyên cho tôi có cơ hội được trình bày trở lại cái tư tưởng của Habermas. Và tôi nghĩ đây là tư tưởng cốt lõi của ông ta. Và điều này quan trọng ở trong một cái bối cảnh xã hội mà chúng ta hiện nay đó. Diễn ngôn đây đó là những cuộc tranh luận, nói chung là vậy. Diễn ngôn là tranh luận. Diễn ngôn, cái chữ diễn ngôn đây là những cái thái độ tranh luận. Và đạo đức học diễn ngôn á, tức là những cái nói về những nguyên tắc siêu nghệ, những nguyên tắc phổ biến. Những nguyên tắc này nó chi phối cái cuộc tranh luận của chúng ta. Nó chi phối theo một cái dạng là có một số các cái nguyên tắc mà chúng ta muốn cái sự tranh luận giữa hai bên đó, nó đạt được kết quả tốt. Kết quả tốt đó là một sự đồng thuận hợp lý. Thì để đạt được điều đó thì có một số nguyên tắc chúng ta cần tuân thủ. Thì cái hệ thống đạo đức này nó mang cái tính siêu nghiệp. Dùng theo cái nghĩa là như thế này các bạn, dùng theo nghĩa là nó không có lệ thuộc vào bất kỳ một cái cuộc tranh luận cụ thể nào, và nó tiềm ẩn một cách phổ biến trong tất cả mọi cuộc tranh luận, nếu cuộc tranh luận đó là mang tính chất lý tưởng. Nó gọi là hoàn cảnh tranh luận lý tưởng. Cái hoàn cảnh tranh luận lý tưởng đó có nghĩa là khi mà chúng ta khởi sự tranh luận với nhau, tranh luận nha, chứ không phải nói chuyện bình thường. Khi mình tranh luận đó về một cái chủ đề nào đó, ví dụ là chúng ta nên trở thành bà mẹ đơn thân,
đấy, hay là chúng ta nên kết hợp theo ý kiến của bố mẹ mình. Thì hai cái người cùng tham gia cuộc thảo luận này phải được giả định rằng là hai người đều có sở hữu cái năng lực lý tính, tức là biết suy nghĩ, biết điều, biết phải trái, và đều có thiện chí cùng nhau tranh cãi để đạt tới một cái sự đồng thuận nào đó. Ok, tôi mới nói bước đầu thôi. Thì như vậy các bạn, thì cái nguyên tắc đó, cái nguyên tắc mà mọi người đều tham gia sẵn sàng lắng nghe trong hoàn cảnh lý tưởng nha, sẵn sàng lắng nghe đối phương, và chúng ta cũng đưa ra những lập luận dựa trên cái lý tính, tức là khả năng tư duy của chính mình, để cùng nhau đạt tới một sự đồng thuận nào đó. Cuối cùng cái kết quả phải là một sự đồng thuận có lý tính, cái kết quả của một cuộc tranh cãi phải là một sự đồng thuận có lý tính. Đồng thuận có lý tính có nghĩa là không ai bị ép buộc phải đồng thuận hết. Ví dụ hãy xem căn phòng chúng ta là một cái cộng đồng, cùng nhau tranh luận về việc là mỗi người có nên góp một số tiền nhỏ để giúp trẻ em bị khuyết tật ở bên Phi Châu hay không. Đó là chúng ta, một số người nói là không nên, tại vì đó không phải là nhiệm vụ của chúng ta, và đó là nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc. Ví dụ vậy, thì chúng ta cùng nhau thảo luận, nhưng chúng ta giả định rằng mỗi người chúng ta đều có năng lực có lý tính, chúng ta có sở hữu những cái sự kiện có liên hệ tới sự kiện đó, cái việc mà trẻ em đó bị khuyết tật, chúng ta không nghĩ đây là không phải là một sự lừa đảo, tại chúng ta nó có thể là có tổ chức nó lừa đảo thôi. Mình đâu có biết được, nhiều người họ cũng làm bộ làm việc từ thiện như vậy, nhưng rất có thể là họ chỉ muốn thu vén lợi từ cá nhân cho họ mà thôi. Thì chúng ta có thể cùng nhau tranh cãi về những việc đó một cách là có lý tính. Okay, thì đó, những nguyên tắc như vậy là nguyên tắc nó gọi là siêu nghiệp, tức là nó vượt lên khỏi những cái kinh nghiệm cá nhân, và kết quả cuối cùng được đạt được là sự đồng thuận của tất cả những người có liên quan. Có liên quan tức là những người có đủ trình độ lý tính, có năng lực để phán đoán, cùng nhau đồng thuận một cái vấn đề gì đó. Thì như vậy đó, nói lướt qua để chúng ta thấy rằng là cái ý kiến của Habermas là một ý kiến quan trọng, nó đóng góp cho chúng ta việc xây dựng một cái cơ sở lý luận cho việc là chúng ta nên tranh cãi như thế nào trong bối cảnh hiện nay. Chúng ta thấy những cái việc tranh cãi hiện nay đó, nó vướng vào rất nhiều vấn đề, và mọi người đều có thể nhìn thấy được, đó là nó mang tính cảm tính nhiều hơn, nó mang cái tính phe phái, nó mang cái tính bè phái, trong đó mỗi người ủng hộ một phe nào đó. Thì cứ việc mà lên gân, rồi hò hét, rồi phủ nhận người khác một cách rất là quyết liệt, theo kiểu là người đó là người không có trí tuệ, là kiểu năng, là bị rớt não ngoài đường, vân vân. Và như vậy là cái cách nói như vậy nó mang tính rất là phỉ báng. Và như vậy cái việc mà hiểu rõ được tư tưởng của Habermas về đạo đức học chuyển ngôn đó, nó giúp chúng ta xây dựng được một cơ sở lý thuyết cho cái việc là khi mà mình đưa ra cái ý kiến đó thì chúng ta phải dựa ra một cái cơ sở nào đó. Và cơ sở này là cơ sở mang cái tính xã hội học và cơ sở mang tính triết học. Tại Jürgen Habermas là một người kiêm cả hai chức vụ. Ông ta là một nhà xã hội học, giáo sư xã hội học, và đồng thời là giáo sư triết học. Đây là một cái truyền thống của cái trường phái Frankfurt ở Đức, đó do Adorno và Max Horkheimer sáng lập. Thì hai người này từ đầu sáng lập có một cái truyền thống là phần lớn những người sáng lập và những người nổi tiếng trong lĩnh vực này đều là những nhà xã hội học và triết học. Việc này thì không có gì xa lạ lắm với cái truyền thống bác học của người Đức. Có thể nói triết học của Đức nó mang cái tính cách bác học rất là lớn. Phần lớn các triết gia của người Đức là kim thông mọi lĩnh vực tri thức của con người, toán học, vật lý học, rồi xã hội học, tâm lý học, v.v. Thì không có gì ngạc nhiên lắm về những cái việc mà một người triết gia Đức thường là họ có cái khả năng để kim thông như vậy, cho nên Jürgen Habermas cũng không phải là một ngoại lệ. Thì để cộng tác với có nhân vật thứ hai mà tôi giới thiệu luôn, có nhân vật của Apen, các bạn, Apen nữa mình đã mất gần đây năm 2017. Thì Apen là một người cộng tác với lại Habermas rất nhiều, và quan điểm của ta có những điểm khác, và tôi nghĩ rằng cái điều khác nó không quan trọng từ việc chúng ta muốn trở thành viết luận án tiến sĩ chuyên nghiệp về triết học thôi. Còn thật ra thì hai quan điểm này rất là nương tựa vào nhau, và nó phản ta có thể nói chung là cái đạo đức học diễn ngôn đó, khi nhắc tới đạo đức học diễn ngôn hiện nay thì chỉ có hai cái tên được nêu lên, mặc dù có một số người khác nữa, nhưng hai cái tên mà gắn liền với cái tư tưởng đạo đức học diễn ngôn là hai nhân vật này, tức là Apen cũng là giáo sư triết học, Habermas vừa là giáo sư triết học vừa là giáo sư xã hội học. Điều đó có nghĩa là gì các bạn?
Điều đó có nghĩa là một nhà xã hội học đó, họ dựa vào cái sự kiện nhiều hơn. Họ không có đơn thuần đó là suy tư một cách trừu tượng như là một nhà triết gia, mà họ còn dựa vào những cái sự kiện xã hội học, tức là thống kê hay là căn cứ những sự kiện có thể kiểm chứng được. Và như vậy thì cái cách trình bày của Habermas nó không có thuần lý như là trong các trường phái triết học, như tôi đang đọc Heidegger chẳng hạn. Tôi học Heidegger thì Heidegger đó, bạn thấy Heidegger là hầu như không có một câu nào đả động tới xã hội học hết, hay là những vấn đề mà chúng ta cảm thấy rằng ông ta nên nhắc đến. Thí dụ khi nói về hiện sinh của con người thì ông ta không nhắc gì đến tâm lý học, không nhắc là tới sinh lý học, không nhắc là tới bản năng, những điều mà chúng ta rất là quan tâm. Tôi cảm giác là ông này hình như là ông nói chuyện gì nó quá thuần lý đi, tức là nó thuần túy về mặt triết học á, mà hình như đó là cái chủ định cố tình của Heidegger làm như vậy. Nhưng mà khi bạn đọc Habermas, tôi thấy dễ thở hơn rất là nhiều ở điểm là ông ta sử dụng rất nhiều tài liệu về xã hội học, tài liệu về tâm lý học, nó như được chứng minh trong cuốn sách này các bạn. Đây, bộ sách này. Ok. Bộ sách này còn như đó là một cái kiệt tác của ông này, gần 1.200 trang. Và trong đó ta đọc rất nhiều các tài liệu nói về xã hội, về tâm lý, chúng ta rất gần gũi với cuộc sống mình nhiều hơn, và đặc biệt là ngôn ngữ học. Tại vì quan điểm của Habermas là như thế này, quan điểm của Habermas cho rằng là cái ngôn ngữ đó, nó định hình thế giới của chúng ta và nó là cái bản thể của chúng ta. Chúng ta sống trong xã hội thì chúng ta phải dùng ngôn ngữ. Thì cái trước đây chúng ta chỉ xem ngôn ngữ đó nó thuần túy là một cái công cụ, một cái công cụ mà thôi, là công cụ giao tiếp, đó là communication. Thì công cụ giao tiếp là khi mình cần dùng nó, mình có thể dùng nó vào các mục tiêu như là sáng tác văn học, hay dùng để trao đổi tâm tình, hay là để thuyết trình. Chúng ta nghĩ đến cái ngữ như một cái dạng gì đó, một cái công cụ mà có thể được thay thế bởi một công cụ khác. Ví dụ như hiện nay khi mà các bạn trao đổi thông tin đó qua các cái điện thoại di động của các bạn, điện thoại thông minh đó, chúng ta thậm chí còn có thể thay đổi bằng những cái icon, hoặc bấm thả tim như thế này, hay là bạn bấm những cái hình ảnh khác để thay thế cho ngôn ngữ của mình. Tức là bạn, chúng ta ngầm định rằng là cái ngôn ngữ đó chỉ là một dạng ký hiệu để chuyển tải những tư tưởng của chúng ta. Nhưng vậy bất kỳ những loại hình ảnh nào nó thay thế được thì chúng ta chuyển qua được. Nhưng mà Habermas không có đồng thuận quan điểm như vậy. Chúng ta cho rằng ngôn ngữ là một đặc trưng của loài người. Và nếu nói về mặt ký hiệu đó thì chúng ta cũng giống như loài vật mà thôi. Ví dụ như con mèo, nó kêu meo meo để nó diễn ra nó đòi ăn. Đó là một ký hiệu. Thì Habermas không đồng thuận đó là ngôn ngữ, là ký hiệu. Còn ngôn ngữ con người có những cái đặc trưng rất là đặc rất là đặc biệt, và cả 1.200 sách này để nói về chuyện đó. Ok, tôi lấy ví dụ như ngôn ngữ chúng ta có thể được để dùng để thực hiện những cái hành động, là một cái những cái hành động. Chúng ta hay nói tôi hứa với các bạn rằng, khi mà nói tôi hứa các bạn rằng thì cái hành động hứa đã được triển khai luôn. Ok, một điều mà chúng ta không hình dung ngay cả con mèo hay con chó nó không thể làm việc đó được. Nó có những cái ký hiệu. Ok, để nó ở đây có đồ ăn hay là tôi đang muốn ăn. Nhưng nó không thể nói việc là cam kết một vì đó trong tương lai, một điều chưa xảy ra. Rồi tôi hứa rằng, khi mà nó tôi hứa rằng, hoặc là tôi tuyên thệ là những điều tôi nói là hoàn toàn là đúng với sự thật, thì những câu tuyên thệ đó đòi hỏi một khả năng đặc biệt của tư duy con người mà con vật không thể có được. Cho nên theo Habermas á, khi nói tới cái hành động giao tiếp á, gọi là communication á, mà ở đây một số nhà nghiên cứu vẫn dịch là hành động tương giao, để cho nó hơi khác đi một chút xíu. Cái mặt tương giao tức là có sự quan hệ, interaction qua lại giữa hai người, thì ngôn ngữ con người đóng vai trò rất đặc biệt ở điểm là nó có thể, chúng ta có thể nói dối được, chúng ta có thể phủ nhận chính mình được. Đó là một điều đặc biệt. Ví dụ như các bạn, nếu mà chúng ta biết một chút về tâm lý học trẻ em đó, thì khi đứa nhỏ 5 tuổi là khi bắt đầu biết nói sành sỏi các bạn, thì đó là lúc nó phát triển khả năng nói dối. Đó là một năng lực đặc biệt. Cho nên á, khi mà bố mẹ cứ nói là khi mà bạn nói với con mình á, tại sao con nói dối, không con phải thành thật mà con không được nói dối này kia các bạn, những người bậc cha mẹ nó quên rằng là khả năng nói dối là khả năng đặc biệt của con người. Chỉ con người đó có khả năng đặc biệt đó mà thôi.
Nói dối là gì? Nói dối là chúng ta phủ nhận một cái hiện thực trước mắt, chúng ta đưa ra một cái hiện thực khác. Thì một số nhà nghiên cứu cũng cho rằng những cái người bà con thân thiết của chúng ta, ví dụ như những con gorilla, những con khỉ giả nhân đó, gorilla đó, thì những con gorilla này nó cũng có khả năng nói dối ở một trình độ nhất định. Những con nào càng thông minh thì khả năng, tức là nó càng khả năng sử dụng ngôn ngữ cao thì nó càng có khả năng nói dối nhiều hơn. Ví dụ như có một số nhà ở một cái viện tâm lý học ở trường đại học Stanford, các nhà nghiên cứu đã nuôi được hai con gorilla như vậy. Hai con gorilla, một con tên là Michael, một con tên là Coco. Okay. Thì con Michael này khi nó làm hư đồ đạc ở trong phòng thí nghiệm á, thì cái nhà bác học, người huấn luyện nó mới hỏi là ai làm đổ cà phê, thì nó chỉ cho con Coco, nó chỉ con Coco này. Okay. Trong khi nó là người làm, tức là có máy quay, tức là quay trong phim nó và biết nó làm nhưng mà nó vẫn đổ. Cái cuối cùng thì cái nhà nó là Coco không có làm, nhất định nói Coco không làm. Cái con Michael nó suy nghĩ một lúc, nó nói là cô không làm thì ông làm. Nó chỉ ngay cái nhà nghiên cứu, cái ông thầy mà dạy ngôn ngữ cho nó. Tức là nó sở hữu được khoảng 200-300 từ gì đó. Tức là khi chúng ta bắt đầu có ngôn ngữ các bạn, chúng ta bắt đầu mới chế biến cái thế giới của mình theo cái ngôn ngữ đó, thì chúng ta mới bắt đầu biết nói dối. Cho nên nói dối đó không phải là một điều gì là xấu xa, đứng từ cái góc độ là cái sự phát triển của con người. Tại vì con người có ngôn ngữ nên con người mới nói dối được. Thì các bạn thấy hầu hết những tác phẩm văn học là nói dối, thơ ca là nói dối đó. Tức là ta tưởng tượng ra một thế giới trong đó cái tình yêu lý tưởng của mình phải được thực hiện là phải như vậy. Xin chào mừng bạn Thành. Mình hãy có cảm ơn Thành là người là nguyên nhân tạo ra buổi nói chuyện hôm nay. Thì các bạn thấy đó, ví dụ bạn làm thơ đi, nhưng mà làm văn học, thì mình thấy cái đặc biệt nhất của con người là chúng ta có thể thủ tiêu cái hiện thực trước mắt để tạo ra một cái hiện thực khác, một hiện thực nó phù hợp với cái ngôn ngữ mà mình sử dụng. Ví dụ bằng những cái bài thơ như này, những cái câu nhạc của Trịnh Công Sơn như này, hạ cánh trên vai em gầy đường xa áo bay vân vân, những câu đó là nó đúng ra nghĩa là nó không có hiện thực, tại vì hạ cánh không thể trên vai của em được, mà đường xa áo bay vân vân, những hình ảnh rất là đẹp, rất là diễm ảo, thì những hình ảnh đó nó đẹp, sẽ nó đẹp là bởi vì nó không hiện thực, không hiện thực. Đó làm thơ á, một trong những cái quy tắc mà bạn làm thơ hay bạn viết văn cho hay các bạn là thơ các bạn phải không hiện thực mới được. Còn bạn làm thơ còn nói tôi ra chợ và mua một con cá và tôi trả giá 1 tiếng đồng hồ rồi mới mua được con cá này hay kia, thì đó không phải là văn học. Đó là phóng viên báo chí, là phóng sự, là nói về cuộc sống hàng ngày của người đi bán cá vân vân, nó không phải là văn học. Thì văn học nó phải phi hiện thực, theo một cái nghĩa là nó là siêu hiện thực luôn. Tức là chúng ta dùng ngôn ngữ để chúng ta thăm dò một cái thế giới hoàn toàn mới mà bình thường chúng ta không vươn đến được. Okay. Thì cái điều đặc trưng á của cái ngôn ngữ đặc biệt á, đặc biệt Habermas chịu ảnh hưởng rất nhiều về lý thuyết môn cơ học của người Anh, đó là các triết gia người Anh đó, thì ông này đã vận dụng cái lý thuyết đó để đưa ra những cái quan điểm của mình. Bây giờ ta sẽ đi vào một số các cái chi tiết cụ thể hơn. Thì trước đây các bạn nó còn có cái tên, nó còn có tên nữa là đạo đức học giao tiếp, là communicative ethics, nó còn có thêm cái tên nữa. Đó là bạn nghe đạo đức học diễn ngôn, thì tức cái tên này là Arpan sử dụng chứ không phải là Habermas sử dụng. Arpan là người cùng cộng tác và mất trước Habermas 6, hiện nay theo chỗ tôi biết vẫn còn sống mặc dù rất là lớn tuổi. Thì tôi xin dịch cái đoạn trên này và chúng ta cùng nhau để thảo luận phân tích cái này. Cái đạo đức học về giao tiếp á, nó quan tâm không phải tới việc thành lập những cái quy chuẩn cụ thể hay giá trị cụ thể, mà nó quan tâm tới việc là đặt nền tảng cho chính cái sự chuẩn mực đó. Thì cái điểm tập trung chính của đạo đức học giao tiếp đó là cái mà người ta gọi là, có tiếng Đức gọi là Begründung Problematik, tức là cái vấn đề đặt nền tảng. Ở đây có cái chữ Grund trong này các bạn, trong tiếng Đức là tương đương với chữ Ground trong tiếng Anh, nghĩa là cái nền tảng. Thì chữ Bina là biến nó thành một cái động từ là đặt nền tảng cho, và cái này là biến thành danh từ hóa cái động từ đó, là vấn đề đặt nền tảng, thiết lập nền tảng. Tức là chúng ta được diễn dịch theo ngôn ngữ của triết học đó là chúng ta hiệu lực hóa nó, xác định giá trị của nó, validation, hay là chúng ta biện minh cho nó, justification, ta biện minh.
thì đây là yếu tố của gọi là siêu đạo đức, những nguyên tắc mà giúp chúng ta có thể biện minh được hay đánh giá trị của những cái chuẩn mực đó, bao gồm cả việc là xác định cụ thể những cái quy trình mà định giá mà xác định giá trị đó một cách phù hợp. Đây là một đoạn văn tương đối là khá dễ hiểu đối với những người chuyên về triết học, nhưng mà đối với người không chuyên thì chắc chắn là rất là dơ như mù tịt luôn. Tuy nhiên nó không mù tịt hơn cái hố thẳm tư tưởng của Phạm Công Thiệp như là các bạn nói được. Okay. Điều này có nghĩa là gì? Nếu mà diễn giảng bình thường thì nó cũng khá là dễ hiểu của mình. Tức là khi bạn học cái môn đạo đức học chuyển ngôn á, hay còn gọi là đạo đức học giao tiếp á, bạn không có được học những cái chuẩn mực để giúp chúng ta giao tiếp tốt hơn. Ông ta sợ chúng ta hiểu lầm, sợ là mình đến đây học để học, thì đó là có những khóa học khác, ai những khóa học liên quan tới chủ đề rất là thực tế. Ví dụ như bạn muốn học những cái lớp học hay muốn đọc những cuốn sách liên quan tới việc giao tiếp tốt hơn thì đây không phải là cái chỗ trình bày chuyện đó. Ông ta không quan tâm tới những cái chuẩn mực cụ thể đó. À, chúng ta phải nói năng nhỏ nhẹ, chúng ta phải trong quá trình tranh cãi và không nên nóng giận, chúng ta nên mỉm cười và chúng ta có thái độ nhã nhặn và lịch sự đối với đối phương chẳng hạn. Đó là những cái chúng ta cụ thể, chúng ta sợ chúng ta hiểu lầm chuyện đó nên không phải. Chúng ta cũng đặt vấn đề là cái grounding á, cái grounding á, grounding tức là tương đương với chữ nào các bạn, be grounding tức là xác lập nền tảng cái chuẩn mực ở đâu ra. Đó là quan tâm của các triết gia Đức đó mà. Khi bạn nói là anh cần cái lịch sử nó khi nói chuyện với tôi thì cái lịch sử là một chuẩn mực đúng không? Thì các triết gia Đức không quan tâm tới chuyện cái chuẩn mực nó như thế nào, quan là cái nền tảng có nó ở đâu ra. Cái yêu cầu rằng chúng ta cần cái lịch sử trong quá trình tranh cãi là cái yêu cầu đó bắt nguồn từ đâu, cái nền tảng của nó bắt đầu từ đâu, thành nó mới có ý nghĩa là nó là siêu đạo đức, meta siêu đạo đức, tức là nó là đứng cao hơn đạo đức và nó là nền tảng của cái đó, nó đứng cao hơn, đúng rồi, đúng là nó sâu hơn. Khi bạn nói rằng là anh khi nói chuyện với tôi anh cần phải dùng cái giọng nói nhỏ nhẹ thôi, anh không nói gay gắt như thế, chủ mực là chúng ta cần cái lịch sử đối đãi phải trân trọng nhau. Thì các triết gia Đức hỏi là cái nguyên tắc nào, cái nền tảng nào mà bắt buộc tôi phải tôn trọng anh? Tức là cái nền tảng của việc tôn trọng là nằm ở đâu? Tức là đứng trên hơn cái nguyên tắc đó, nguyên tắc là nguyên tắc đạo lý. Cái, ví dụ như chúng ta cần phải chúng ta cần phải có hiếu với bố mẹ thì hiếu là nguyên tắc đạo đức. Đúng không nào? Thì siêu đạo đức có nghĩa là cái nguyên tắc hiếu này đâu ra? Thì bắt buộc là những nhà nho bắt buộc phải trả lời mà. Phải trả lời, ok, chúng ta phải có hiếu với bố mẹ vì bố mẹ là người sanh ra chúng ta, bố mẹ nuôi dưỡng chúng ta, bố mẹ giáo dục chúng ta. Cái công lớn như trời biển như vậy thì phải tốt lắm, đúng rồi. Tức là một cách nào đó họ đang đi qua lãnh vực là siêu đạo đức, là biện minh cho cái nguyên tắc hiếu đạo đó bằng một nguyên tắc khác cao hơn và sâu hơn. Ok, chúng ta phải có hiếu với bố mẹ mình là bởi vì nền tảng của nguyên tắc đó, thì nền tảng của một nguyên tắc tức đó là siêu nền tảng, tức là nó là siêu đạo đức. Cái nguyên tắc là đạo đức thì cái nền tảng của nó tức là siêu đạo đức, cái nó nằm trên hơn và sâu hơn, nó meta, nó siêu hơn là như vậy. Ok, nên khi mà nghe nói cái từ ví dụ siêu hình học, metaphysics, có nghĩa là nền tảng của vật lý học, physics là nào đâu? Physics là nghiên cứu các cái hình thái vật chất của sự vật, năng lượng, khối lượng và chuyển động. Okay, thì siêu học đặt lý do là cái chuyển động nó ở đâu ra? Ai làm cho sự vật chuyển động? Không gian và thời gian ở đâu mà có? Thì đó là siêu hình học. Còn nhà vật lý học không nghiên cứu chuyện đó. Nhà vật lý học muốn nghiên cứu xác định là cái vận tốc của một vật, ví dụ như nguyên tắc vật lý học của điện của Newton chẳng hạn, thì ông ta cho rằng một vật sẽ chuyển động đều mãi mãi, nó không có ngoại lực tác dụng.
Tức là nếu không có một ngoại lực nào tác động lên nó thì một vật sẽ chuyển động đạt. Okay. Nhưng trong thế giới thực nó có ngoại lực tác động, ví dụ sự ma sát không khí làm cho vật nó bắt đầu chậm dần chẳng hạn vậy. Còn trong một thế giới lý tưởng chân không chẳng hạn thì nếu không có ngoại lực nào khác tác dụng thì một vật sẽ chuyển động đều mãi mãi. Okay. Thì đó là quan tâm của nhà vật lý học, còn nhà siêu hình học tức là sau vật lý metaphysics thì họ lại khác đi. Họ cho rằng là họ muốn quan tâm tới cái nguyên tắc cái đó đâu ra, tại sao một vật chuyển động. Đó là câu hỏi của nhà siêu hình học, tức là câu hỏi của triết gia. Anh nghiên cứu sự chuyển động, còn tôi đặt câu hỏi là tại sao mọi vật lại chuyển động để anh nghiên cứu. Đấy, thì nhà vật lý học nói với bạn tôi quan tâm đến chuyện triết học, quan tâm tới việc là cái nguyên tắc nào để vật nó chuyển động, tốc độ bao nhiêu trong thời gian nào thì nó những chuyện như vậy liên quan tới vật lý học. Okay. Thì meta trong các nhà triết học Đức thường dùng chữ này theo nghĩa đó là như vậy các bạn. Là rồi, tức là chúng ta phải biện minh cho nó một cách hợp lý, rational. Rational tức là hợp lý, một cách theo phù hợp với lý tính. Validation là mang lại giá trị. Bạn nào học tiếng Anh đã biết chữ value đó. Value và giá trị, valid là một hợp đồng có giá trị hay không. Thì validate, động từ trong tiếng Anh nghĩa là đem lại giá trị cho nó. Thí dụ như là một cái chứng từ, bạn ra cái công chứng á, ok, bạn xin photo bản chính đúng không? Ok, thì cái gì đó, cái gì mà định giá trị cho nó? Đó là con dấu của phòng công chứng. Nó phải là con dấu thật. Phòng công chứng quận nhất xác nhận ngày hôm nay và đương nhiên phải trả tiền cho sự xác nhận của họ là sao y với bản chính là bản gốc. Okay, từ đó bạn có thể sử dụng cái tờ giấy công chứng đó để đi thực hiện những cái nghĩa vụ pháp luật khác, là tôi đã có bằng cấp của tôi đã được dịch ra tiếng Việt và đã được công chứng xác nhận. Thì cái việc xác nhận nó gọi là validation. Xác nhận là cái bản sao đó là bản sao chính gốc, tại có con mọc đỏ lò của phòng công chứng để đề phòng cái việc là anh photo của người khác không phải của anh. Thì phòng công chứng có nhiệm vụ là xác nhận đó, anh phải xuất trình là chứng minh nhân dân, những thứ khác họ kiểm tra đầy đủ xong họ mới đóng con mọc vô. Và để làm được công việc đó thì họ thu phí công chứng của các bác. Thì cái hành động đó gọi là validation, là việc xác nhận điều đó là đúng. Cái bản dịch của bạn mà được đã được công chứng xác nhận hay cái bản sao của bạn là đúng như bản chính, hay còn gọi là biện minh. Justification từ động từ justify là biện minh. Biện minh là làm cho một điều gì đó trở thành đúng, được gọi là biện minh. Để trả lời câu hỏi là tại sao. Ok, mọi người biện minh hành động của mình. Ví dụ như bạn nhớ cái vụ đang xử vụ cô Nguyễn Vũ Quỳnh Trang đánh con của chồng chết, bị tuyên án tử hình. Thì hội đồng xử án mới hỏi cô ấy là tại sao phải làm như vậy, tại sao có thể phải ác như thế, tại sao phải đánh đập một cái đứa bé 8 tuổi trong vòng 4 tiếng đồng hồ liên tục. Thì cô ấy nói cô không hiểu được tại sao. Tức là ta không có một lời gì để bào chữa, để biện minh cho cái hành động độc ác của mình. Justify. Và là không có cách gì để justify cho cái behavior, cái việc mà cô ấy đã làm và giả mang như vậy đối với một đứa bé mới có 8 tuổi. Cô ta thậm chí các bạn bình tĩnh là suy nghĩ, cô ta chỉ biết khóc, rồi cô ta nói không hiểu nổi tại sao cô ta lại làm như thế. Bản thân cô ấy cũng không tìm được lời nào để biện minh. Và tôi nghĩ một phần cho nên hội đồng xét xử đã tuyên án cô ấy là tử hình về tội giết người, 3 năm gì đó về tội hành hạ người khác, nhưng mà tổng hợp là tử hình. Có nghĩa là các bạn, khi bạn làm hai quan điểm Habermas nha, con người có lý tính là con người có khả năng biện minh cho hành động của mình một cách hợp lý. Tôi lấy ví dụ như phần lớn ta thì không có làm được điều này. Thành ra những cái mô hình của ta nó mang tính lý tưởng một phần á, và bị phê bình nó là vậy đó. Tại phần lớn chúng ta khi mà mình để cái cảm tính mà nó chi phối rất là nhiều. Ví dụ như khi mình nói là tôi thấy anh đã nói vậy là rất là tào lao. Thì khi mình hỏi tại sao là tào lao, thì người kia nói anh này có đâu đi học triết bao giờ đâu mà biết gì đâu mà nói. Ủa chứ hồi đó anh ấy học bằng cái gì? Nói tôi nghe nó học là hồi đó anh học tiếng Anh, học tiếng Pháp gì đó, tôi đâu đi học triết đâu. Và
đó lý do tại sao anh ta không tin vào lời nói của nhân vật này. Cái điều đó là một điều không hợp lý. Vậy điều hợp lý đó là gì? Bạn phải đánh giá cái lý luận của họ có đúng hay không, căn cứ vào một số các cái chuẩn mực, những cái tiền giả định, những cái cơ sở hợp lý nó nằm ở đâu, chứ không phải chỉ dựa việc là tại bệnh ta không có bằng cấp. Ok, chúng ta xét đáng một người nói là anh lời nó có hợp lý không. Ví dụ bây giờ chúng ta ngồi ở đây, một người ăn mặc sang trọng mà một người chạy vào trong đây và nói các bạn ơi đi xuống mau lên, cái tòa nhà đang bị bốc cháy, còn đang bị hoa. Nhưng như người đó nói anh đâu phải là phòng cháy chữa cháy đâu. Nói là đúng, tôi không phải phòng cháy chữa cháy, tôi là người khách qua đường tôi, chứ là người thì thấy nhà anh cháy chạy ra báo. Vì anh đâu có chuyên nghiệp. Ok, anh không phải là phòng cháy chữa cháy đâu. Ok, vậy thì tôi không tin anh và tôi không rời khỏi tòa nhà này. Thì đương nhiên là chúng ta biết đó là một câu chuyện tôi chỉ bịa ra để muốn chứng minh rằng có những trường hợp các bạn phải đánh giá người đó để kiểm tra là người đó có nói đúng hay không. Bạn phải xem xét lại camera, bạn bước ra ngoài để xem rồi có thật sự là như vậy hay không, cái tòa nhà này có bốc cháy hay không, có còn ai khác xác nhận điều này hay không, đó mới là một thái độ hợp lý. Chứ không phải mình phủ nhận người ta đơn giản vì người ta không phải là chuyên gia về chuyện đó, người ta không phải là phòng cháy chữa cháy. Ta ăn mặc có lịch sự bước vô nói anh ơi các bạn ơi đừng chúng ta phải rời khỏi căn phòng này ngay bởi vì tòa nhà đang bốc cháy. Thì cái thái độ đó như vậy là khi mình phủ nhận người khác như vậy là một thái độ không hợp lý. Thái độ hợp lý là chúng ta hãy đứng lên bước ra ngoài. Ủa anh tại sao biết chuyện này, anh căn cứ vào đâu? Nó không, tôi thấy có lửa rồi bốc ra bên này. Thì mình có thể qua ra quan sát bằng mắt thường, có thể được nhiều khói bốc ra, những người la hét rất là hỗn loạn, thì ta biết rằng thật anh này nói đúng. Bất kể nãy là ai mà chú hay hỏi là có bằng tiến sĩ về phòng cháy chữa cháy không thì tôi mới chạy, chứ còn người bình thường nói tôi không tin. À, tại vì anh không phải là tiến sĩ phòng cháy chữa cháy, nên cho phép tôi cứ ngồi đây tiếp tục nghe, đôi khi nào thành heo quay là đó là chuyện của chúng tôi. Cho nên điều quan trọng các bạn là bạn phải xác định được điều đó. Những quy trình xác định giá trị phù hợp là trong những cái trường hợp cụ thể bạn có những cái quy trình để xác định phù hợp. Bạn đi đến bác sĩ nói bạn bị huyết áp cao. Nếu bạn hỏi ủa sao anh biết bị huyết áp cao, thì đầu tiên là ông ấy phải nói là tôi có bác sĩ mà. Điều này không hợp lý. Anh nói câu đó cũng giống như chưa có nói gì hết. Cũng như là hãy tin tôi đi, tôi là bác sĩ, tôi nói nhiều bác sĩ giỏm lắm, tôi biết là anh là bác sĩ, hoặc cái bác sĩ giỏm. Nói ok, nếu anh muốn tôi xin trình bày cái quy trình. Cái quy trình là tôi đã gửi anh đi xuống để đi đọc. Cái cô y tá mà hồi nãy lúc anh bước vào đây đó, cô ấy đã đo huyết áp cho anh đúng không? Thì giờ cái máy huyết áp Omicron đang cầm trên tay nó hiện đúng con số đó. Ok, 220/150. Cái này nghĩa là gì? 220 là cái gì? Mà 150 là cái gì? Thì bắt buộc bác sĩ phải giải thích cái quy trình để chúng ta có được con số này là qua hàng triệu cuộc thống kê trước đây, những người mà bị huyết áp tăng từ con số rất là cao. Cái con số này nó rơi vào con số bình thường, từ con bình thường đo đạt rất nhiều lần là khoảng 120, và con số dưới nên là 90. Còn nếu nó cao hơn 120 trở lên thì được xem là huyết áp cao. Mà nó có những người bị huyết áp thấp nó lại tụt xuống hơn số này. Tức là đó những quy trình hợp lý. Nếu chúng ta tiếp tục truy vấn nữa thì họ sẽ đưa chúng ta những hồ sơ khác để biết là con số từ đâu mà đến. Nếu mình cứ tiếp tục hoài nghi họ thì họ sẽ đưa mình những cái thông số cụ thể tiếp tục. Nếu người bác sĩ đủ kiên nhẫn với mình, nếu bạn không tin các bạn, thì ví dụ bạn bị được công an chặn, tôi quên nó không chuẩn bị mà, ok, thì bạn hỏi ai là ai, tôi là công an, sao tôi biết được anh là công an hay không? Cái ông kia mới bắt móc thẻ ngành ra, xem số hiệu của tôi đây, đây là đồng nghiệp của tôi, chúng tôi làm việc ở đội cảnh sát giao thông quận Bình Thạnh, đó là những quy trình xác định giá trị phù hợp. Mỗi cái hoàn cảnh như vậy nó đều có quy trình của nó, và chúng ta yêu cầu nó xuất trình những giấy tờ phù hợp để biện minh cho cái hành động hoặc lời nói của họ. Xin phép xin chào đồng chí xuất trình giấy tờ xe và cho phép tôi kiểm tra nồng độ cồn. Thì nói anh là ai? Tôi là công an. Ok, anh là công an, sao tôi biết anh công an? Thì có quy trình phù hợp đó là tôi xác nhận anh có đúng là công an hay không. Tại giờ này là 1 giờ sáng rồi,
Đấy, mà tôi nghĩ tôi thấy rất nghi ngờ rất nhiều người hiện nay lừa đảo đó, họ mặc những cái cảnh phục rồi họ có thể lừa đảo chúng tôi. Thì yêu cầu anh xác nhận là có thẻ này tôi xem. Đấy, tất cả giấy tờ chứng minh xuôi anh hài lòng chưa? Ok, nếu anh hài lòng thì giờ anh phải được chấp hành cho phép tôi được đo nồng độ cồn. Rồi có sở hữu một số người đó tôi không tin cái máy đo quá. Máy đo dò. Ok, thì bây giờ muốn như thế nào? Tức là đó là người kia tiếp tục truy vấn về những cái bằng chứng để xác thực cái thái độ của người này. Anh muốn đo nồng độ cồn của tôi muốn biết là cái máy anh có bị gian lận gì không? Nếu ví dụ tôi nồng độ cồn tôi muốn uống 2 chai bia, anh đo nên thôi uống nguyên chai whisky thì sao? Nó nồng độ vì anh phạt cho nhiều rồi anh lấy cái tiền phạt đó anh xài cho cá nhân anh chứ, đúng không? Tôi có quyền nghi ngờ. Thì nhiệm vụ nếu hợp lý các bạn lý tính nha. Tôi lớn ta không có cái này nhưng nếu người công an đó mà có đầy đủ lý tính, anh ta phải thực hiện các tất cả các nhiệm vụ đó. Anh ok, nếu anh muốn tôi đưa anh cái hộp mà đo nồng độ cồn mới tinh luôn. Đây cho anh kiểm tra luôn, mới tin vậy, chưa bóc niêm. Ok, còn cái siêu còn nguyên, giờ tự lãnh đạo là. Nhưng mà tốt điều kiện nha, anh phải trả tiền cho cái này. Anh phải trả tiền cho nó, còn tôi đưa anh cái mới luôn, cho anh xài luôn, tự dùng. Ok. Thì đó, tức là những cái, trong khi mà chúng ta. Đó là những cái mà các chuyên gia gọi là cái quy trình phù hợp. Mình phải xác định trong trường hợp cái quy trình phù hợp là gì. Cái quy trình nào được gọi là phù hợp trong hoàn cảnh đó. Để chúng ta thể hiện mình là người có lý tính và sẵn sàng đáp ứng và trả lời những cái câu truy vấn hợp lý nha về cái điều mình đang làm thì mình phải biện minh được lý do tại sao mình làm điều đó. Tới ví dụ trở lại trường hợp cô Quỳnh Trang các bạn, nếu cô ấy thuê được một luật sư giỏi như trường hợp các luật sư bên Mỹ đó, luật sư Do Thái là giỏi, thì tôi nghĩ là cô ấy sẽ không bị tử hình. Nếu luật sư giỏi sẽ tìm ra đủ mọi lý do. Và đặc biệt cái lý do mà tiện lợi nhất các bạn là đổ thừa cho chính nạn nhân. Đứa bé nó quấy khóc, nó rất là lì và đã có nhiều bằng chứng. Cô ta có chứng thần kinh, đau thần kinh. Nếu cô ấy là bị trầm cảm, bị đau thần kinh, tức là cô ta có vấn đề rồi, thì hành động của ta sẽ được giảm án. Tại cô ta không làm chủ, cô ta không có làm chủ được lý tính của mình. Cô ta không chế được lý tính của mình. Cô ta đến lúc đó mất trí rồi. Thí dụ như nếu bạn cũng trường hợp bạn giết người các bạn, nhưng lúc quá ghen tuông á, bạn được khoan hồng. Tôi đâu còn lý trí nữa đâu. Tôi đi làm về rất là cực khổ, thấy nó nằm trên hình với thằng trên giường. Ok, hai đứa ô về, tôi thấy rất là bức mình, tôi cho hai thằng ô về lên trên trời nằm luôn. Thì thông thường như vụ án như vậy là được khoan hồng, tại vì người đó đã bị quá kích động. Mà muốn được kích động họ là hợp lý. Tại không thể từ một người vợ mình yêu thương lại đi ô về với người khác. Mình cảm thấy rất là bức xúc và cái hành động đó. Nhưng nếu anh chàng nó về suy nghĩ một tuần sau để mua thuốc chuột cho ông vợ uống á, thì có lẽ không hưởng được sự hoa hồng đó nữa. Tại bình tĩnh rồi. Bình tĩnh rồi, như vậy là sao? Là giết người có âm mưu, có thủ đoạn. Còn đây là chúng ta lao vào tấn công ngay và trong quá trình xô xát đó ta gây ra tử vong cho người vợ của mình. Thì điều đó là được pháp luật là tính toán khác. Họ cho rằng tôi thông cảm cho anh. Tội ác anh gọi là tội ác nhưng tôi thông cảm. Tức là một phần nào đó biện minh được cho cái hành động giết người của mình ở một mức độ nhất định. Anh đã có sát nhân cấp 1, sát nhân cấp 2, first degree, rồi second degree murder theo luật hình sự của mình. Tức là người ta vẫn thấy được là trong một số trường hợp hành động ta là biện minh được. Ví dụ bạn giết người nhưng khi bạn tự vệ thì bạn được khoan hồng nhiều hơn là bạn cầm súng là đến tận nhà đối thủ để bạn thanh toán. Thì hai hành động này hoàn toàn khác nhau, mặc dù cuối cùng cũng là một người chết. Okay. Giờ ta hiểu cái đoạn này đúng không nào? Tức là cái điều mà các triết gia về đạo đức học diễn ngôn họ quan tâm á là xác định cái nền tảng của cái biện minh mà nó ở đâu. Khi chúng ta nói rằng mình làm điều đó vì như vậy, chúng ta phải cung cấp lý do, và lý do này phải được khảo sát bằng lý tính. Khi mình đưa ra lý do để giải thích tại sao chúng ta làm như vậy, thì cái việc mà chúng ta lý do đó phải được cái người cùng tham gia tranh luận cho được khảo sát. Thì đó là một trong những cái nguyên tắc của đạo đức học giao tiếp, tức là đạo đức học diễn ngôn. Ok, có thể nói rằng đạo đức học diễn ngôn là một loại đạo đức về ngôn ngữ mà đứng từ góc độ nhận thức. Cognitive là đứng từ góc độ nhận thức. Đó là một loại đạo đức về ngôn ngữ, nghĩa là nó là một loại chủ nghĩa nhận thức. Cognitivism thay vì là nhấn mạnh những cái dữ liệu, những cái thực kiện
thì là dựa trên những cái kiến giải, những cái tuệ kiến, những cái insights có được thông qua việc tham gia vào những sự trao đổi mang tính tương giao và mang tính tranh luận. Tôi muốn dừng cho nó một chút xíu các bạn. Đây là ngôn ngữ triết học, tôi cũng nên làm quen với nó. Tức là đối với những cái ngành khoa học thực nghiệm đó thì họ phải dựa vào dữ liệu thôi. Tức là sự kiện, tức là mình đo nhiệt độ, đúng không? Mà nếu cái nhiệt kế mình đo thì nhìn vô 37 độ. Đó là một thực kiện. Ok, mà chút nếu ta không có học y các bạn, ta không giải thích được. Đó chỉ là một dữ liệu, nó đòi hỏi sự giải thích của người có trình độ chuyên môn. Ví dụ như y tá, bác sĩ mới nói là 37 độ rưỡi là ok, như đó là bình thường. Nhưng nếu mà 38 độ là bắt đầu anh hơi có bị sốt nhẹ, 38 độ rưỡi trở lên anh có một số cao, vân 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 vân. Tức là họ có một cái chuẩn mực y học đã được xác lập sẵn mà để chúng ta đánh giá được là cái tình trạng mà chúng ta như thế nào. Đó là khoa học thực nghiệm dựa trên các dữ liệu hồ. Còn những cái tuệ kiến gọi là insights ở đây có nghĩa là giống như những cái trực giác. Những trực giác này chúng ta chỉ có được khi mà chúng ta cùng nhau tham gia thảo luận, cùng nhau để thảo luận một vấn đề. Trong quá trình thảo luận đó, những cái tuệ kiến này nó mới nảy sinh ra. Tức là nó không được có trước khi tranh luận, mà khi ta bắt đầu tranh cãi với nhau nó mới đầu nảy sinh ra. Bởi vì đó là một sự đồng thuận của lý tính. Khi nó nảy sinh ra như vậy thì chúng ta đạt tới một sự đồng thuận giữa những người tham gia cùng nhau tranh cãi. Và như vậy các bạn, đó là một cái những sự dấn thân engagement mang tính liên chủ thể hoặc là xã hội. Liên chủ thể tức là mang tính xã hội. Thì những cái tri kiến, những cái tuệ kiến đạo đức như vậy đó, ethical insight như vậy đó, nó mang cái tính cách nhận thức cognitive. Những thứ là chúng ta nhận thức ra được điều đó trong quá trình tranh cãi. Nó nhận thức được bằng lý tính mình, rational. Nó nhận thức điều đó là đúng hay sai trong quá trình tranh cãi. Trong quá trình chúng ta thảo luận một việc gì đó, chúng ta có nên đóng thuế, chấp nhận là cái yêu cầu mà tăng thuế của nhà nước hay không. Chúng ta có năng nhận thức, những người tham gia nhận thức là điều đó có liên quan tới cái phúc lợi của bản thân và liên quan tới quyền lợi và nghĩa vụ của người công dân. Ok, khi chúng ta cùng nhau tham gia thảo luận là chúng ta hiện nay nhà nước yêu cầu ta tăng thuế thu nhập cá nhân từ 10% lên 15%, ví dụ vậy, tôi ví dụ thôi nha. Ok, thì chúng ta nhận thức rằng đây là vấn đề quan trọng liên quan tới cái cuộc sống thật sự của mình. Mình phải cắt giảm chi tiêu tại vì thuế rất là cao và mình phải đáng đo. Ví dụ bên Mỹ các bạn làm công việc thứ hai là thuế rất là cao. Ví dụ công việc thứ nhất thông thường là bạn phải nộp thuế cá nhân khoảng 30%. Có 100 đô la thì họ lấy cho mình là 30 đô rồi. Ok. Nhưng trong trường hợp các bạn, trong trường hợp mà làm công việc thứ hai các bạn, bạn đóng thuế tới 50% công việc, cái second job các bạn. Thì cái lý do mà chính phủ Mỹ đưa ra để bào chữa cho cái hành vi mà tăng thuế cái công việc thứ hai đó, công việc thứ nhất là 30%, tại sao công việc thứ hai mình làm thêm ca mà ca một là ca hai, tại sao mình lại phải đóng tới 50%? Lý do họ đưa ra là anh phải nhường công việc cho người khác, anh đừng có ỷ giỏi là anh làm hết rồi, anh thì rất là ngon lành, còn cái người ta không làm được thì sao? Người ta đang đi thất nghiệp, người ta không, cái lý do, chữ lý do tiếng Anh là gì các bạn? Reason. Thì reason cũng là lý tính. Reason, lý do cũng là lý tính trong tiếng Anh. Reason, ok. Thì bạn phải đưa, chính phủ Mỹ đưa ra một lý do và bạn thấy có hợp lý hay không? Nói nếu anh á, mà anh dùng cái năng lực của anh á, anh làm việc như vậy á, anh đang vô tình là tước mất cái cuộc sống của người khác. Ok, nên chính phủ quyết định đánh thuế nhưng mà lại không cấm về luật lao động, không cấm người ta đi lao động được. Có người làm 3K luôn, đặc biệt Việt Nam. Cái là làm 3K luôn, có nhiều người làm trong 3 tháng cũng chết ngắt. Chịu hết nổi, một ngày có đúng 3K mà làm hết 3K. Cái bạn biết họ tranh thủ nửa đường mà. Tại tôi làm supervisor, tôi làm kiểm tra đó, tôi biết. Cho đối tượng thuê kiểm tra $1,000 một tuần đó, để đi kiểm tra mấy người mà như vậy. Okay. Tức là làm K3, cái ca mà nguy hiểm nhất tại ca từ lúc 12 đêm đến 6 giờ sáng. Và từ 3 giờ sáng bạn biết mấy người đó lén đi, họ là xin đi toilet. Cái họ vô ngủ toilet luôn. Các bạn biết giấc ngủ quan trọng chứ, cơ thể hết chịu nổi rồi, bạn biết rằng bạn ngủ không? Thì nhiệm vụ của tôi là kêu họ ra,
và đuổi việc họ. Một công việc rất dã man. Dài dài dài, quét góc, quét góc. You are fired. Đừng, no, anh này kia. Tôi mới qua đây có 3 tháng, nhà tôi 2-3 đứa con, tôi phải làm thêm, kiếm tiền. Tôi thấy tội nghiệp, tôi gọi điện cho thằng sếp rồi. Nó là thuê thằng khác gì quản lý tôi đấy chứ. Tên là Phan, tôi quản lý với người này, nó thuê thằng khác quản lý tôi, nó cũng phải thức khuya đi như vậy. Thì lúc khoảng 3-4 giờ sáng tôi rất là mệt mỏi, tôi mới gọi điện cho nói là hãy xét lại, đừng có, đuổi các chị này tội nghiệp, lớn tuổi mà có con, tội nghiệp. Đừng có nữa, nó mày cũng bị đuổi luôn, vô. Thế là hai người dắt nhau ra khỏi công ty mà lúc 4 giờ sáng, hai bị đuổi hết. Thì đó là lối sống Mỹ của okay. Cái nguyên tắc của họ là như thế. Okay. Và người Mỹ họ không cần biện minh. Nếu bạn đã đi làm lao động, bạn có thể bị đuổi bất kỳ lúc nào. Okay. Luật của Việt Nam thì nó tốt hơn, thường là bình luận người lao động, bạn phải có một cái quy trình hợp lý. Và phải ít nhất ví dụ thông báo người ta biết trước là 1 tháng để người ta tìm việc, rồi phải bồi thường cho ta 2 tháng công việc gì đó. Tức là luật lao động Việt Nam tốt hơn luật của Mỹ ở điểm các bạn, nó cho phép, nó yêu cầu đó, là nó bảo vệ cho người lao động nhiều hơn. Còn hầu như là bên Mỹ là những công việc chân tay kiểu mà làm ca kiểu đó thì không có đâu, ít khi được bảo vệ. Thì quay lại câu chuyện là khi mà bạn làm công việc như vậy đó, cái kiểu tăng thuế của công việc, nếu bạn làm công thứ 3 thì bạn tới 70% thuế. Cứ thế mà nó tăng lên, có nghĩa là nó hạn chế cái việc bạn dành công việc của người khác. Mà lý do thứ hai là chưa chắc bạn làm công việc thứ hai là tốt như công việc thứ nhất. Tại cái K1 là ca bạn sung nhất đúng không? K2 là giảm bớt rồi, ca thứ 3 chỉ không ngủ thôi, tranh thủ để kiếm lê lết trong đó rồi. Chứ bạn đâu làm sao làm việc có chất lượng bằng cái ca đầu tiên của bạn là ca 8 giờ đồng hồ đầu tiên. Thế đó, cái cơ sở họ hợp lý. Và chúng ta muốn lắng nghe cái lý do mà họ tại sao họ làm như vậy. Thì nó mới đến một cái trường hợp là như này các bạn. Nó phản ánh cái gọi là cái cấu trúc chuẩn mực, cấu trúc định chuẩn của ngôn ngữ. Đó là cấu trúc có thể được mô tả một cách khác nhau là đó là cộng đồng ngôn ngữ lý tưởng hay là ngôn cộng đồng giao tiếp lý tưởng. Cộng đồng giao tiếp lý tưởng, ta hiểu chữ lý tưởng này từ đâu mà đến các bạn? Nó có học trong lớp. Để xin thiệu bạn này là sinh viên học môn triết ở Đại học Hoa Sen. Lý tưởng là gì? Lý tưởng là một cái hình thái theo đúng triết học của Plato. Mà biết chữ ideal á, lý tưởng á, đến chữ idea. Idea là ý tưởng. Thì ideal là lý tưởng. Thì idea là ý tưởng. Ý tưởng đến từ tiếng Hy Lạp là eidos. Eidos là cái mình nhìn thấy. Vision, mình nhìn thấy. Nếu có 3 cái này có quan hệ phải không? Lý tưởng. Thì theo quan điểm của Plato các bạn, ông ta cho rằng những cái gì mà chúng ta nhìn thấy trong thế giới này bằng giác quan của chúng ta đó, tức là những sự vật đó là sự vật méo mó, nó không có bản chất thực. Nó là phản ánh những hình ảnh lý tưởng trên một thế giới khác, gọi là thế giới khả niệm. Còn cái mà chúng ta đây là gọi là thế giới khả giác, mà nhìn được qua quan, vô nhận sách. Ok. Thì tất cả những cái sự vật chúng ta nhìn được bằng giác quan đó, nó chỉ phản ánh cái hình thái lý tưởng nó trên thiên giới. Ví dụ như là cái bàn. Ok. Bàn tròn, bàn méo, bằng sắt, bằng gỗ, bằng hai chân, bằng bốn chân, vân vân, tất cả cũng là ý niệm, một ý niệm mà bàn vào thôi. Đúng nè, tất cả bị liên kết nhau một nè. Thì vậy tất cả loại bàn theo quan điểm của Plato, nhà triết học Hy Lạp thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, nó phản ánh cái hình ảnh đó mới là hình ảnh thật. Tức là theo triết học duy tâm đến từ Hy Lạp, thì cái hình ảnh mà mình thấy trong đầu đó, mình nhận được bằng cái tuệ kiến của mình, nó nhận ra nó, tức là cái bản chất của sự vật, cái đó mới có thật. Còn đây những cái mà chúng ta nhìn thấy thực sự tồn tại ở đây, tức là nó chỉ phản ánh, nó méo mó, nó hình ảnh không trung thực. Ví dụ tình yêu lý tưởng chứ hả? Thế nào là tình yêu lý tưởng? Là cái, tình yêu lý tưởng là tình yêu cái bản chất của nó. Các nhà triết học yêu cái bản chất, cái hình thái của nó khi nó xuất hiện trong thế giới này. Nhưng gọi là lý tưởng bởi vì nó không bao giờ được hiện thực hóa 100% trong những tình yêu cụ thể. Tình yêu cụ thể là gì? Là máu me, là chém giết, là cắn xé, yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Ok, đó là tình yêu thực cụ thể. Nhưng cái hình ảnh bản chất của tình yêu lý tưởng là tình yêu như thế nào? Là hai người phải hy sinh cho nhau, muốn làm nhau được hạnh phúc. Ngay cả những cặp đang cắn xé nhau các bạn, nếu bạn hỏi họ tình yêu thì họ cũng sẽ định nghĩa giống là tình yêu lý tưởng.
nếu mình phỏng vấn họ lúc họ bình tĩnh rồi đó, không còn ghen tuông hờn giận, uống cà phê thoải mái, mình phỏng vấn họ theo anh đó, tình yêu đích thực là tình yêu như thế nào, thì chắc chắn người đó sẽ mô tả y hệt như các tiểu thuyết gia số 1. Ok, thì lý tưởng là mình phải hy sinh cho người mình yêu, mình phải làm cho cô ấy được hạnh phúc, mình phải thế này thế nọ, mình không được ích kỷ, vì quyền lợi cho mình phải nghĩ cho cô ấy. Không ạ, đang nói chuyện nhìn qua thấy con nhỏ đang đi với thằng khác, cái quên hết những cái câu mình vừa nói, bắt đầu sát dao rượt cái cô kia hả. Tức là ngay cả những người đang lên cơn như vậy đó, họ vẫn có cái khái niệm về tình yêu trong đầu họ. Cái người mẫu và hoa hậu là gì các bạn? Người mẫu là người lý tưởng, vẻ đẹp lý tưởng, tức là đúng ra một người đẹp lý tưởng là phải đẹp như vậy. Cái vòng số 1 như vậy, vòng số 2, vòng số 3 như vậy, bộ mặt như thế, đôi lông mày như thế, đôi mũi cao như thế, cái đôi môi như thế, như thế. Nhưng còn bạn, những người khác đã được so sánh nữa với mức độ như thế nào? Nếu càng giống cái cô hoa hậu đó thì càng được coi là đẹp, mà càng xa với cái model, cái hình mẫu đó thì coi là xuống dần, điểm nó xuống dần. Ok, tức là quan điểm lý tưởng là vậy. Cái lý tưởng là một cái nó đặt ra cái định chuẩn cho người khác, nhưng đôi khi cái đó nó chúng ta rất khó tìm thấy nó trong hiện thực thì gọi là lý tưởng. Tình yêu lý tưởng, người chồng lý tưởng, gia đình lý tưởng. Ok, cái hình dung gia đình lý tưởng là gia đình như thế nào, là một cái hình ảnh trong đầu mình đó, là vợ chồng phải thương yêu nhau, con cái là không những là có hiếu nghe lời bố mẹ mà rất là ngoan và học giỏi, tốt nhất là có một đứa con trai đứa con gái, trong nhà tốt nhất có một con chó một con mèo, là tốt nhất có hai cái xe hơi, một cái xe chồng, một cái cho vợ, và không thêm cái chiếc để đi du lịch xa vân vân, nên có hai cái nhà, một cái nhà ở ngoài ô, một cái nhà ở thành phố gần nơi Việt Nam, đó là lý tưởng. Nhưng mà trong thực tế thì rất khó, mà rất khó. Lý tưởng thì nó khó hơn rất là nhiều, tại vì là có được hai căn nhà trong thời buổi hiện nay không phải là dễ dàng, hoặc là nhiều khi mình đẻ ra một lô con gái không có con trai vân vân, vợ mình thì rất là đẹp nhưng mà sinh con không được, ok, ông chồng mình rất là giàu nhưng cái bất lực, ok, nó không lý tưởng, tức là nó đủ thứ mọi vấn đề nảy ra trong thế giới thực tế. Nhưng mà nếu hỏi ai lý tưởng thì mọi người đều mô tả được, tại do mình có lý tính, mình có lý tính, mình hiểu được, mình có cái tuệ kiến insight, mình hiểu được cái bản chất sự vật nó nên là như vậy, nó nên là, nhưng cái thực tế cái là, thì cái triết học của Habermas tìm cách nối liền cái phải là và cái là, cái phải là cái lý tưởng và cái là cái hiện thực. Nếu chúng ta cứ cố gắng lý luận rằng là cái đạo đức học diễn ngôn á là hình thức lý tưởng của giao tiếp, điều đó không có nghĩa là nó không có thực, nhưng nó giống như một cái giá trị định chuẩn hướng dẫn cho chúng ta. Chúng ta biết rằng tình yêu lý tưởng rất là khó có hiện thực, nhưng chúng ta có một lý tưởng để vươn đến, ta dùng cái định chuẩn để đánh giá những cái hành động mình đang làm. Đó, ví dụ như là một người chồng khi mà có cái sự xung đột với người vợ của mình thì người vợ của mình phải nhân danh những lý tưởng đó và để phê bình người chồng. Anh có thừa nhận không? Anh hồi mà anh chưa kết hôn với em đó thì anh hứa với em là anh sẽ là một người chồng tốt, một người chồng rất là lý tưởng, đúng không? Nó ok, thì bây giờ anh cũng vậy, nó không, bây giờ anh khác lắm. Khác chỗ nào? Đó, và khi người vợ nêu ra những cái đặc điểm đó thì người chồng, nếu có lý tính, các bạn lưu ý nha, lý tính, người chồng phải thừa nhận là vợ mình nói đúng. Ok, anh xin lỗi bởi vì anh quá bận công việc nên không quan tâm tới em. Ví dụ đó, hồi đó anh biết không, ngày xưa anh gọi điện nha, một ngày một chục lần. Còn bây giờ thậm chí là ngày sinh nhật của em, anh cũng nói bận việc gì đó, anh đi mà anh không gọi điện về luôn, vân 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 vân. Thì như vậy cái hình ảnh nó bị xa rời với cái lý tưởng. Nếu người chồng thật sự có lý tính, các bạn, là nghĩa là biết lắng nghe những cái quan điểm và lý do người vợ đưa ra. Ví dụ người chồng hỏi tại sao em lại nghĩ như vậy, tức là chất vấn về nền tảng. Tại sao em nghĩ anh là người chồng không lý tưởng? Anh thấy anh là làm suốt ngày chỉ để nuôi vợ nuôi con, mua nhà mua cửa mua xe mà. Đây là người chồng chất vấn cái nền tảng lý tính của cái câu cách án của người vợ. Nhưng người vợ để bên vực lại để bào chữa, để biện minh cho cái lời cách án của mình, phải đưa ra những lý do phù hợp với lý tính mà người chồng phải chấp nhận. Cụ thể nhé, ngày mấy tháng mấy anh làm gì, cụ thể sinh nhật của em anh không gọi điện, vâng 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 vâng. Đây là những bằng chứng em đưa ra, thì người chồng nếu có lý tính biết lắng nghe thì phải chấp nhận người vợ mình nói đúng và cam kết sẽ sửa chữa gì đó. Thì cái đó là hoàn cảnh lý tưởng, cộng đồng ngôn ngữ lý tưởng. Ok, tức là mặc dù nó không hiện thực 100%,
nhưng nó vẫn có giá trị định hướng cho những cái hành vi trong hiện thực của chúng ta. Khi chúng ta tranh cãi, chúng ta thảo luận, chúng ta biết rằng có một cái định hướng là như vậy, chứ mình không thể lấn át người khác nói cô im đi, cô là phụ nữ biết cái gì, ok, hoặc là anh im đi, anh là đàn ông làm ra tiền, còn bày đặt nói năng gì nữa. Những câu nói đó là những câu mà không có đạo đức dĩ ngộ, ở vì thách đố người khác lạc hẳn vào một lĩnh vực khác. Cho lúc chúng ta trình bày một cái lý do, tôi đang chất vấn lý do của cô thì cô lại lật ngược lại theo cái gọi là đổ lỗi hoặc là chụp mũ kiểu đó. Anh không có lý do gì, không có, anh không có lý do gì đâu mà anh phê bình tôi đó. Ủa sao em đi đánh bạc hoài vậy? Anh không có lý do phê bình nha. Đánh bạc có phải tiền anh đâu, tiền trai cho của anh đâu làm ở đồng nào đâu, tôi đánh bạc quá. Tuy nhiên ta đang hỏi mình tại sao em đi đánh bạc hàng ngày mà em ở nhà để lo cho con, cho nhà mọi thứ, em đi đánh bạc cả ngày vậy. Cái cô kia là lạc qua chuyện khác, anh có tư cách gì phê bình tôi nha. Anh không làm ở đồng nào hả? Ok, tiền đánh bạc có phải tiền của anh đâu mà anh lo. Cái tôi lấy tiền của anh đánh bạc anh mới lo á. Ê trai đó hả? Tức là lạc hẳn vào một câu chuyện hoàn toàn khác, trong khi cái người kia đang chất vấn về cái việc tại sao của điện bạc thì có lẽ nói là không mất mát gì, không liên quan tới anh. Tại đánh bạc phải sử dụng tiền, mà tôi không sử dụng tiền của anh, nhưng mà tôi không có lỗi. Hát hôm qua không có điều hoàn toàn khác. Vì đó là những cái méo mó trong hiện thực. Chúng ta ghi nhận Hamas là một nhà xã hội học, không có, tôi biết những chuyện như vậy. Nhưng ông ta vẫn khẳng định ra nó vẫn có một cái tình huống lý tưởng, nó định hướng cho chúng ta. Nếu không xã hội sẽ sụp đổ, xã hội sẽ bị rối loạn. Okay. Bởi vì nếu không có gì định chuẩn thì chúng ta rơi vào chủ nghĩa hư vô là không có lý cái gì. Ví dụ như các bạn, các triết gia đó thường thì đối phó với hai cái cực đoan chính trong triết học. Một cái cực đoan thứ nhất là chủ nghĩa hoài nghi. Hoài nghi là bạn tin rằng tất cả là ảo ảnh, không có gì là đúng hết. Hoài nghi tất cả mọi thứ. Cái cực đoan thứ hai là chủ nghĩa tương đối, tức là một hình thái của chủ nghĩa Hugo. Tương đối là cái gì cũng đúng, mà cũng đúng tương đối thôi. Để hóa ra là cái gì cũng được, kể cả hành động giết người, những hành động gian dối, những hành động phi đạo đức nhất vẫn được coi là chấp nhận được, là bởi vì cuộc đời là tương đối mà. Ok, và đây nó dẫn tới chủ nghĩa Hugo, tức là rốt cuộc thì cái gì cũng có giá trị của nó, kể cả việc giết người có giá trị. Thì khi mà đi tới cái chỗ hư vô luận như vậy thì những người triết gia phải nói thật sự là những người chân chính các bạn. Chân chính có nghĩa là họ nghĩ rằng là cái xã hội và định hướng ta rất là quan trọng. Chúng ta sống không thể tư duy một mình như vậy được. Những cái giá trị của ta là những giá trị liên chủ thể, tức là nhiều người cùng hội họp lại, cùng ngồi với nhau thảo luận để đưa ra điều gì là tốt nhất cho tất cả chúng ta, chứ không tốt cho anh, tốt cho tôi. Okay. Những triết gia chân chính là những gia luôn luôn quan tâm tới cái việc rằng chúng ta là những sinh thể xã hội, là một phần của xã hội. Chúng ta không biết tự tách rời mình rồi tự mình suy ra những cái điều mình cho là chân lý trong đầu mình, hoài nghi tất cả mọi thứ đều là ảo giác, hay là chúng ta đưa tới ở cái thứ gì cũng chấp nhận được, anything go, vân vân. Okay. Những điều được coi là đúng, và những cái chuẩn mực được coi là đúng, nó nền tảng phải nằm trong xã hội, trong mối quan hệ liên xã hội. Bây giờ chúng ta hãy hình dung ra cái xã hội là một cái gia đình thôi, thì bằng cái điều này nó áp dụng hoàn toàn chính xác đó bạn. Gia đình là gì? Những cái chuẩn mực được những được đúng trong gia đình các bạn là phải được sự đồng thuận của vợ và chồng và cả con cái, nếu nó đã trưởng thành và biết sử dụng lý tính. Hãy hình dung một gia đình là có bốn người, người vợ, người chồng và hai đứa con, và đã lớn, đã học đại học và đã biết suy nghĩ. Như vậy bất cứ cái quyết định gì liên quan cái việc tổ chức và quản lý cái gia đình đó phải được sự đồng thuận của cả bốn người đó. Ok, nếu tao là bố, mày mới nghe. Không, đứa con nói không, cái việc làm của bố nó ảnh hưởng tới cái sinh hoạt của con chứ. Con cũng lớn rồi mà. Con có cái quan hệ xã hội của con và con yêu cầu là phải đáp ứng các mối đó. Thì nếu người cha, đây là một cộng đồng lý tưởng, đối với lý tưởng nha. Thì người cha phải cùng ngồi xuống với người con để thảo luận là cái gì là tốt nhất cho gia đình này. Không phải tốt cho bố, cũng không phải tốt cho con, mà tốt cho cả gia đình. Ok, người vợ, người mẹ cũng tham gia, đứa con gái cũng tham gia, nó anh trai anh hai nói là không có đúng, còn em nữa chứ. Em cũng có bạn trai vậy. Nếu anh cứ quyết định như vậy đâu có được, anh sử dụng hết cái phòng khách này dành cho anh hết thì bạn trai của em đến thì nó ngồi đâu? Người anh quyết định là sẽ trang trí cái phòng khách theo ý của anh ta.
thì cái cô em gái sẽ phản đối. Như vậy thì bốn người đó phải cùng ngồi lại cộng đồng lý tưởng nha, để cùng nhau thảo luận một cách hợp lý nhất, đưa ra những lý do để chúng ta nên tổ chức quản lý gia đình theo cách như thế nào, phòng khách này nên thiết trí, thiết kế rồi trang trí trong phòng bằng cái loại màu sơn gì, vân 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 vân. Ok, nên nuôi chó hay là nuôi mèo. Ok, bao nhiêu lên mà mang một con mèo về nhà, bác hỏi ký 3 phần còn lại chứ. Ok, cái đứa chồng con gái nó mang con mèo về, cứ anh không được, mèo hôi lắm, nó không thể chấp nhận cái mùi mèo được. Okay. Đó chính là những vấn đề nảy sinh, nhưng người anh phải thuyết phục người em bằng những lý lẽ hợp lý. Ok, làm sao cho người em phải chấp nhận, không cưỡng bách, phi bạo lực, không có sự cưỡng bách. Cuối cùng người em vui vẻ là thấy rằng người anh đã nói có lý, bằng cách hiện nay đã có thuốc xịt mèo, không có hôi nữa đâu. Anh bảo đảm em, đây thuốc anh mua cho em coi luôn. Tất cả người đó cứ phải nói là khi thuyết phục nhau, mọi người đồng ý nhau, thì đó là cuối cùng chúng ta có một gia đình lý tưởng, tức là một cộng đồng tương giao lý tưởng. Tương giao lý tưởng là chúng ta cùng nhau thảo luận những vấn đề quan trọng đối với tất cả mọi người trong tinh thần phù hợp với các nguyên tắc. Cái nguyên tắc đó là gì? Tất cả chúng ta đều phải đồng thuận. Thì cái tội ý kiến đó, cái insight đó nó nảy sinh cái ở kết quả cuối cùng. Ok, cuối cùng mọi người đồng thuận thì cái đó là chân lý. Chân lý cho cả gia đình đó. Chân lý không có tồn tại trước cuộc thảo luận thôi mà. Chân lý là sản phẩm cuối cùng của một cuộc thảo luận. Trái ngược với những cái điều mình có học trước trước đây, chân lý là nằm ở đâu đó trong thế giới này, chúng ta phải đi tìm. Nhiệm vụ của triết gia là đi tìm nó, tìm ra cuộc đời mình hạnh phúc, tìm ra thì mình thành người giác ngộ. Habermas nói là không có cái vụ chân lý đó. Chân lý là kết quả của một nỗ lực cùng nhau thảo luận trong một cộng đồng ngôn ngữ lý tưởng để đạt tới một sự đồng thuận cuối cùng. Chân lý là sản phẩm, ok, của một cái cuộc cùng nhau thảo luận hợp lý. Những thành viên tham gia cùng nhau thảo luận về nó, dùng lý tính của mình, dùng những sự hiểu biết của mình để dùng cách thuyết phục người khác một cách phi bạo lực, không có cưỡng chế, không áp lực cái nào. Tôi là thầy, hay tôi là bố, hay tôi làm cái gì đó và anh đừng nghe lời tôi. Cái đó là kiểu đó là áp dụng bạo lực và khiến người ta phải chấp nhận cái giải pháp của mình chỉ đơn thuần bởi vì người ta không còn lý luận nào khác. Và thậm chí là ta phải uy tín của anh quá lớn, anh là tiến sĩ triết học, anh nói vậy là tôi nghe thấy ok rồi, tại vì tôi cũng chẳng có lý luận gì, tôi nghĩ chắc anh nói đúng, tại vì anh có bằng tiến sĩ triết học. Thì cái đồng thuận cuối cùng đó không phải là một đồng thuận thực sự, mà do việc áp lực mà chúng ta dẫn đến cái sự đồng thuận đó mà thôi. Đó là quan điểm của Habermas. Tôi muốn dừng lại một chút cho các bạn đặt câu hỏi ngay, cho các bạn quên mất. Các bạn nào có câu hỏi ngay lúc này trước khi tôi trình bày tiếp. Ok, thôi đây người đang dẫn sướng ra cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Lúc này giờ em nghe thầy dạy thì chị có hiểu thêm cái cộng đồng lý tưởng ấy, là cái cộng đồng lý tưởng đó. Nhưng mà trước đó một cái slide thì cái mà cái thức kiến insight đó, yeah, okay. Insight đó, tức là cái đó nó chưa có trước, đây ok. Có các bạn, lưu ý lại câu này nha. Những tuệ kiến có được thông qua sự tham gia vào trong những cuộc trao đổi, tranh cãi hoặc tương giao, tức là chỉ có được trong quá trình đó thôi, chứ không được có trước. Nó có được, mình thu thập được nó. Ví dụ như là hai người mới nói chuyện một cách chân thành và thẳng thắn với nhau, tức là một hoàn cảnh lý tưởng nha, không có sự cản trở gì về cái khả năng thể chất của chúng ta, không hề có sự cản trở gì về khả năng thể chất của chúng ta. Ví dụ như là ngọng nghịu, phát âm không rõ ràng, và trí tuệ chúng ta không bị thiểu năng, tất cả những điều đó là những điều kiện mà để cùng tham gia. Thì khi hai cá thể này cùng tham gia thì mình chợt hiểu người khác hơn. Thì cái tuệ kiến insight là mình nhìn vô bên trong, in là bên trong, sai là nhìn.
mình nhìn vô tâm lý người kia, mình hiểu người đó hơn. Ví dụ người chồng lắng nghe người vợ thì đột nhiên hiểu được những điều chỉ có được thông qua sự tham gia vào cuộc thảo luận đó. Còn trước đó anh ta không hiểu, tại vì anh ta sống với những cái giả định là cái gia đình của mình là đàn bà không cần hiểu chuyện này. Ví dụ chuyện làm ăn kinh tế, chuyện buôn bán bất động sản, người phụ nữ chỉ nên hiểu về vấn đề gia chánh, gia đình, lo lắng cho chồng con là tốt nhất. Anh ta giả định, mặc định như thế. Nhưng khi bà vợ trao đổi thì anh thấy bà vợ rất là hiểu biết. Hiểu biết về tình hình bất động sản, kinh tế. Hiện nay anh đi mua bất động sản là anh là tiêu rồi. Em thấy anh cứ tiếp tục cấu hàng, cứ ngồi xem cái này là không được. Cho nên em có góp ý. Cô biết cái gì mà góp ý chuyện này. Nhưng khi bà nếu mà ngồi mà nếu mà chịu khó lắng nghe thì mới thấy ô vợ mình cũng rất là hiểu bất động sản. Thì cái insight đó, cái tuệ kiến đó nó có được trong quá trong cái quá trình tham gia vào cuộc thảo luận đó chứ không có trước. Bà nói rằng là tuệ kiến hay chân lý là nó chỉ xuất hiện lúc cuối mà. Tức là sau đó mình mới, và tiếng Việt Nam có câu là vỡ lẽ. Cuối cùng thì mình vỡ lẽ ra, tức là chợt hiểu rằng suddenly mình realize that, chúng ta nhận ra rằng là vợ mình cũng rất là hiểu biết, rất là thông minh, rất là smart, intelligent, and she knows things. Tức là mình đã đánh giá rất là thấp, put her down, okay? Now we understand, we realize that. Okay, thì cái đó là một quá trình mà chúng ta nó xuất hiện sau. Nên Habermas nhấn mạnh các bạn, đây là quan điểm hậu Schumann học. Theo cái nghĩa là không có chấp nhận quan điểm của Arpen. Đây là sự khác biệt quan trọng của Arpen. Arpen cho rằng có những điều kiện tiên nghiệm. Thì Habermas là một nhà xã học cũng nhận cái điều kiện tiên nghiệm đó. Nó cho rằng cái chân lý, cái tuệ kiến của mình tìm được là kết quả cuối cùng của một cuộc trao đổi thẳng thắn trong một cộng đồng tương giao lý tưởng, thì cái điều đó nó mới xuất hiện ra được. Đó là vấn đề quan trọng, là cái quy trình. Cái mà quy trình nó mới, cái quy trình nó tốt nó sẽ đến một kết quả tốt, một kết quả mà hai bên đều đồng thuận với nhau là như vậy. Người vợ khẳng định anh không còn yêu thương em như ngày xưa. Người chồng hỏi tại sao em lại nghĩ như vậy, chất vấn về lý do. Người vợ phải đưa cung cấp lý do cho lời khẳng định của mình, không thể nói suông được nha. Hoàn cảnh lý tưởng anh phải nói, em phải cung cấp được lý do. Em cảm thấy như thế. Trong thực tế điều này phải là sai các bạn, nhưng mà cái kiểu nói này là không, người giống chấp nhận được. Lý do tại sao mà em nghĩ anh như vậy, em cảm nhận như thế. Anh có gì sai không, gần đây trong quan hệ với anh và em có gì sai? Em cái cảm nhận gì đó, nó cảm nhận không, không có lý do gì cụ thể chứ. Đúng là người chồng có quyền đòi hỏi cung cấp những bằng chứng cụ thể với cái lời mà khi mà người vợ lên án và phê bình mình như vậy. Cái người vợ không thể đơn thuần nói là em cảm nhận đó. Mặc dù có thể cảm nhận là chuyện đúng các bạn, nhưng đây là lý tính nha, nói chuyện lý tính nè. Lý tính tới là lý do anh phải cung cấp một, em phải cung cấp một cái lý do hợp lý chứ. Chứ anh đâu thể khẳng định như vậy, anh không chấp nhận. Ngay cả ra tòa mà, người ta bị tội giết người mà, còn có luật sư bào chữa mà. Đúng không nào? Cái tội nghiêm trọng cụ thể là giết người như vậy đó, mà còn phải có luật sư bào chữa, tức là cho phép bị cáo đó được thuê người nói dung cho mình nữa. Còn em là vợ của anh mà em lên án anh như vậy thì em mới cho biết cái lý do, như là cái tội là tội gì chứ. Không biết, cảm nhận vậy anh giờ thì không được. Trong hoàn cảnh lý tưởng bạn phải cung cấp lý do để biện minh cho sự tố cáo, sự lên án hay là cái hành động mình đang làm. Và người kia có nhiệm vụ là một cái sinh thể có lý tính, có nhiệm vụ cung cấp những bằng chứng và những lý do ngược lại để biện minh cho hành vi của mình. Ok, nên cái tệ kiến là nó ok. Hồi nãy thầy có nói tới là cái cộng đồng lý tưởng là cộng đồng mà gọi là để tìm ra một cái chân lý chung luôn. Nhưng mà sẽ ra sao nếu như mà họ không có một cái tiếng nói chung, họ bất đồng quan điểm và họ không tìm được một tiếng nói chung. Vậy thì và em có một câu thắc mắc nữa là nếu như mà cái cộng đồng đó họ không tìm được tiếng nói chung, vậy thì cái thầy nói là chân lý sẽ được rút ra cuối cùng á, thì có cái chân lý này có rút ra ở mọi người không, hay là
nó là chung của một cộng đồng. Câu hỏi của bạn Khoa rất là hay, các bạn rất là hay. Và câu hỏi gồm có hai vế. Vế thứ hai nó đơn giản hơn, tôi xin phép được trả lời trước, nó là của chung của cộng đồng hoặc là của hai người, nói chung là hai người cùng tham gia vào cái cuộc tranh cãi đó. Lưu ý tranh cãi nha, chứ không phải nói chuyện tâm tình. Còn bạn Khoa nói chuyện bạn gái là em có yêu anh không, rồi nếu thích thì em đến nhà em nói chuyện bố mẹ, đó là chuyện khác, đó là có hoàn toàn đó. Tranh cãi về một vấn đề quan trọng của xã hội mà hai bên đều quan tâm, lưu ý nha. Còn những cái chuyện mà tâm tình cá nhân á, là không được tính là discourse, không được tính là diễn ngôn nha. Diễn ngôn trong ý nghĩa này là tranh cãi, argumentation đàng hoàng. Diễn ngôn trong hợp này không phải là diễn ngôn thông thường, nó là tranh luận về vấn đề mà hai bên đều quan tâm, tại vì hai bên đều cho là vấn đề này quan trọng đối với mình, thành ra mới tranh cãi. Còn trong thực tế các bạn thấy khác, trong thực tế bạn thấy là bạn có nhiều khi tranh cãi về chuyện rất là vớ vẩn, đúng không? Này mặc áo thun mà kháng bà vợ ra, anh đi dự gì mà áo thun kỳ ấy, nó thầy em có mặc áo thun mà, ok, rất vớ vẩn. Thì những chuyện đó không phải là diễn ngôn hả? Nếu có sao hai bên đều quan tâm cái chuyện gì đó, hai cho đấy rất quan trọng tới cái quyền lợi của mình đó, ví dụ mua nhà đó hả, ok, đúng không? Cái người chồng quyết định là mua nhà ở bên Phú Mỹ Hưng quận 7 đó, nhưng mà người vợ lại nói là em thích Thảo Điền hơn. Cái này là tranh cãi thực sự đó nha, không phải cảm tính đâu, mà chuyện mà hú hí tình cảm luôn nha, không phải o dè đâu nha, mà đây là chuyện mà ngồi đàng hoàng. Thì nó em lý do tại sao mà em muốn bên Phú Mỹ Hưng, mà phải đưa lý do. Thế mà người vợ là hai người cùng ngang hàng với nhau trong quá trình tranh cãi nha, người vợ phải chấp nhận lý luận quan điểm của người chồng mới được. Và khi mà bác lại quan điểm người chồng, phải đưa ra những quan điểm em muốn Thảo Điền là như thế này. Người chồng muốn Thảo Điền thì nó ngập quá trời luôn, quá chứ nhớ Phú Mỹ Hưng không giờ ngập. À, cái này hay à. Ok, em công nhận không, bây giờ mình đi xa hơi mà thấy bây giờ Thảo Điền ngập quá trời đó, em cứ đòi cứ nhào qua Thảo Điền, giờ nó biết cái nó có thương hiệu, nó có lên giá quá trời luôn. Ok, nhưng mà bên nó bị cái ngập để hàng vậy, có một lý do mà cuối cùng người vợ phải đồng ý là lý do quá là quan trọng. Ok, là thường xuyên ngập. Ok, như vậy thì có cái biệt thự bên đó, có nhà bên đó bị ngập, như vậy thì cũng như không, mà đi xe còn ngập nửa đường rất là nguy hiểm chẳng hạn. Vậy tức là mình phải thuyết phục cái người đó bằng những lúc cuối cùng thì chân lý được đạt đến, theo nghĩa là ít nhất có hai người đó, chứ không thể là ông chồng tự cho là cũng hơn tốt là quyết định. Thì người vợ cho anh rất là độc tài, anh hỏi ý kiến em cũng là vợ của anh, và tài sản này do hai người là cộng đồng tài sản, hai cùng làm việc, anh không thể quyết định đi qua bên trước ngoài mà không hỏi ý kiến em được. Ok, đó là một. Nhưng cái phần đầu thôi, bạn câu hỏi của bạn khó hơn. Câu hỏi của bạn Khoa là nếu không đạt tới sự đồng thuận thì sao? Ok, thì không đạt tới đồng thuận nhưng hai bên đều chấp nhận cái quan điểm của nhau là để chúng ta có thể thảo luận tiếp. Ok, cho đến khi nào đồng thuận. Nếu vấn đề này thật sự quan trọng đối với cả người, mà tôi nói chuyện hai người nha. Ok, ví dụ người vợ không đồng ý với cái quan điểm là người chồng nói là Thảo Điền đó, tôi bị ngập. Nếu người vợ nói anh em đồng ý nhưng một năm chỉ có một hai tháng gần mùa mưa là ngập thôi, chứ không phải lúc nào cũng ngập. Và ngập có khu nào cũng ngập. Tức là người vợ không đồng ý và tiếp tục đưa ra những cái phản biện của mình, thì người chồng có lý là phải biết lắng nghe cái đó. Ok, ta hiểu nè. Ông chồng nói ok, tiếp tục, chúng ta tiếp tục có lắng nghe thảo luận tới khi nào hai bên cùng đồng thuận. Đó là lý tưởng mà, đó là chúng ta hy vọng rằng người vợ cuối cùng sẽ thay đổi ý kiến của mình. Người chồng hy vọng người vợ thay đổi ý kiến nhưng không bằng cách áp lực. Em nói có lý, anh sẽ đi qua anh xem lại một lần nữa để đánh giá lại tình hình như thế này, để làm sao để cuối cùng hai bên thì là không đóng hoàn cảnh lý tưởng. Như đã nói, trong thực tế thì nó không được lý tưởng như vậy. Thế người vợ, người chồng nói là cuối cùng thì người vợ phải sợ mà người chồng buồn đó, thì nhiều khi phải chấp nhận chẳng hạn vậy. Đó tình hợp là nhẹ nhất đó nha, nhẹ nhất là chiều chồng nói thôi anh đã quyết, anh thích mình Phú Mỹ Hưng, em biết mà mình Phú Mỹ Hưng có mấy người bạn, anh mới nói anh ưa thích mấy gần nhà mấy người bạn đi nhậu cho dễ, đúng không? Thì thôi giờ nếu hết như vậy thì người vợ cuối cùng chiều chồng. Nhưng cái sự chiều chuộng đó các bạn cũng là một cái sự đầu hàng nhưng không có tâm phục khẩu phục, tức là trong về mặt lý tính cô ấy không đồng ý, cuối cùng người ta sợ mất cái tình cảm của chồng. Một khi sợ mất tình cảm của chồng phải chiều mà thôi, thì không phải là lý tính nữa, phải là cảm tính, không phải là lý tính. Thì hoàn cảnh lý tưởng là chúng ta biết rằng chẳng hạn trong quốc hội của bất kỳ quốc gia nào, Việt Nam, Đức hay là Mỹ,
cái vấn đề thường xuyên á là tranh cãi chứ không có đạt tới đồng thuận. Nhưng mọi người đều tôn trọng lý do của nhau và tiếp tục cái cuộc tranh luận đó trong tinh thần văn minh nhất có thể, theo cái nghĩa là vẫn biết lắng nghe. Và nếu ta đưa lập luận, mình hãy lắng nghe và mình bài bác cái lập luận như thế nào, chứ không phải chúng ta có thể phủ quyết họ được. Thành ra câu hỏi của bạn Khoa rất là hay, tôi xin phép được đi tiếp nha. Cái phần sau để nói cái lý tưởng của cái người tham gia, điều kiện tham gia là như thế nào. Chúng ta phải khi mình tham gia mà mình phải, we have to, là dự kiến là anticipate that, là vẫn có một cái hình thái tranh cãi lý tưởng. Ok, chúng ta hiểu rằng nên khi mà người ta nhắc nhở mình là những sinh thể có lý tính, chúng ta kịp thời để quay lại điều đó. Ví dụ đứng lên cho nói chuyện vậy, anh đâu có biết gì về đó thì anh đâu biết bất động sản gì đâu, thì cái người kia xin phép, hoặc cái người mà điều phối cuộc thảo luận đó xin nhắc nhở là đại biểu gì đó là hãy ngồi xuống và chúng ta giữ thái độ đúng mực, mà không được là cao giọng, được la hét trong quốc hội, okay, mà không được dùng những cái ngón tay chỉ vào mặt người khác như thế. Thì cái ó xin lỗi tôi này, tôi quên mất, xin lỗi bạn ha. Đúng là tức là cái người đó có lý tính, họ cũng ý thức được rằng là hành động của họ là sai. Khi được nhắc nhở, cái người điều phối trong cuộc thảo luận, của người điều phối là monitor đó, họ monitor đó, xin phép nhắc đại biểu A gì đó là chúng ta nên dùng những ngôn ngữ chuẩn mực hơn, không nên gọi mày tao cái hành vi, anh sẽ bị, nếu anh muốn tái phạm lần nữa sẽ mời ra khỏi quốc hội. Chúng ta nên tôn trọng là đại biểu Nguyễn Văn A gì đó, tôi không đồng ý với quan điểm của đại biểu Bộ Nga, tôi xin được bổ sung thêm một số chuyện như sau. Tôi mày biết mẹ về Đà Nẵng mày nói tao ở Đà Nẵng này, nên tao cư dân Đà Nẵng này, cái kiểu nói mình không có chấp nhận được, không chuẩn mực. Tức là trong quá trình, ngay cả những người nóng nảy nhất các bạn khi được nhắc nhở, họ đều biết là có tồn tại một cái thứ tranh cãi lý tưởng nào đó mà họ, nếu họ có đầy đủ sự bình tĩnh, họ phải tuân thủ. Okay. Những người trên máy bay họ làm loạn máy bay phải không, chỉ vì là không được ngồi cái chỗ mình ưa thích đó làm loạn, thì khi mà cái cô hướng dẫn đến á, cô ta thuyết phục đó, thì ta cũng nhắc nhở, thì người kia cũng phải hiểu rằng là cô ấy nói đúng. Ok, anh đi hút thuốc máy bay được. Ok, cấm mà. Tôi nè, ngay cả cái ông đang lái chiếc máy bay này là ông vua của chiếc máy bay này là, cũng không được hút thuốc, đừng nói gì anh. Ok. Ok. Xin lỗi, tại tôi quá nghiện thuốc thôi. Chứ còn tôi biết vậy là sai, cái bản mà no smoking khắp nơi đó. Tức cái người đó họ cũng biết rằng hoàn cảnh lý tưởng chiếc máy bay là không nên hút thuốc, mà chúng ta là thằng nghiện thuốc thứ thiệt. Đó là điều hai cái điều dạy APN và Hamas khẳng định. Chúng ta tin rằng con người có lý tính, theo cái nghĩa rằng con người ý thức được rằng có một hành lý tưởng nào đó mà mình nên tuân thủ. Tình yêu lý tưởng, gia đình lý tưởng, cuộc đàm thoại lý tưởng, cuộc tranh cãi lý tưởng, đều có một cái lý tưởng của nó, đó là hình mẫu mà chúng ta nên tuân thủ. Thì theo APN, điều kiện đó là tiên nghiệp. Hamas không đồng ý, ông ta là hậu siêu hình học, không chấp nhận quan điểm siêu hình học là có tiên nghiệp. Chúng ta cho rằng là nó chỉ xuất hiện trong quá trình tranh cãi mà thôi. Nhưng mình ý thức được là nên như vậy, nên như vậy thì nó mới là tốt. Ý thức được cái nên đó, nhưng cái nên này gắn liền với thực tế của chúng ta. Ok, là thực tế mình đang tranh cãi. Tại vì sao như vậy các bạn? Cái lý luận Hamas cho rằng là khi mà chúng ta có những cái tiền điều kiện như sau các bạn. Ok, trong cuốn sách này các bạn đã có trình bày, trong cuốn sách này một phần thì các bạn, tức là một cái sự đồng thuận có cơ sở, một cái founded consensus. Thì trong lý thuyết mà giao tiếp của Habermas á, thì vấn đề không phải là cái kết quả của cuộc thảo luận á có thể được xem là đúng, và vấn đề chính là cái kết quả đó có thể xem là một cái cuộc đồng thuận có cơ sở hay không. Cơ sở tức là lý tính. Ok, cái vấn đề không cần nó vấn đề không phải là vấn đề nó đúng, cho nên ta bác bỏ cái lý thuyết chân lý, xem cái lý thuyết chân lý đó là cái lý thuyết mà tương ứng á,
correspondence theory đó là đúng. Ông ta gọi là lý, chân lý là một sự đồng hưởng của các thành viên cùng tham gia cuộc thảo luận. Chân lý không có tồn tại bên ngoài cái cuộc thảo luận đó. Đây là một điểm rất là đột phá so với cái truyền thống triết học của Duy Tâm Đức, là cho rằng là chân lý nó tồn tại ở đâu đó, ở một nơi nào đó, chẳng hạn ở Thiên Chúa chẳng hạn, một nơi nào đó. Nhưng chúng ta là tìm ra cái chân lý đó và sống với nó. Thì Habermas cho rằng là cái chân lý là sự đồng thuận của những người tham gia. Ok, cuộc thảo luận đó thì cái chúng ta nhấn mạnh điểm đó. Chứ còn cái thuyết tương ứng này, nó phải cái thuyết tương ứng là cái thuyết từ hồi xuất hiện thời Trung Cổ, đặc biệt trong tư tưởng của thần học của Thánh Thomas Aquino đó. Tương ứng là một cái câu phát biểu được coi là đúng, thì nó tương ứng với một sự thật ở bên ngoài nó. Mình nói trời đang nắng, nhìn ra nếu trời nắng, sự kiện đó nó đúng tương hợp, correspond với cái lời phát biểu của mình, thì lời phát biểu của mình được coi là đúng. Đó là lý thuyết tương ứng về chân lý. Ok, nếu tôi nói rằng trời nắng, và anh bạn nhìn ra ngoài trời nắng, thì bạn nói, ồ, anh nói đúng, vậy là anh có chân lý. Chân lý là sự hài hòa giữa lời phát biểu của chúng ta và cái sự ở bên ngoài. Nói thêm từ của thần học là hình ảnh của chúng ta về thực tại, nó tương ứng với thực tại có thật ở bên ngoài. Ok, cái lý tương ứng này của Aquino cho rằng là những cái tri thức, hiểu biết chúng ta có trong bộ não, trong cái tâm thức của chúng ta là phản ánh những chân lý vĩnh cửu của chính Thiên Chúa. Thiên Chúa giúp chúng ta thấy mặt hẳn và thấy được một điều gì đó. Thì khi hai cái này tương ứng với nhau, nó điều mình hiểu biết trong đầu mình nó tương ứng với chân lý vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã xác lập, thì điều đó được coi là đúng. Ok, thì Habermas là một loại triết học hậu sự học, post metaphysical, theo nghĩa ông ta phủ nhận điều đó. Ông ta cho rằng là chân lý á, nó là kết quả của một sự đồng thuận có cơ sở trên lý tính. Hai bên cùng thảo luận, cuối cùng đồng ý cái đó là chân lý. Như ví dụ tôi cung cấp các bạn lúc này đó, mua nhà, phương pháp mình dạy con như thế nào, thì hai vợ chồng phải đồng thuận với nhau, thì cái đồng thuận đó là chân lý. Với điều kiện nha, hai bên đều không bị cưỡng chế. Thì chính cái cơ sở này mà khiến cho Habermas bị phê bình rất là quyết liệt. Ông ta cho rằng là chính cái hoàn cảnh lý tưởng mà anh nói đến á, là nó không bao giờ tồn tại. Hoàn cảnh lý tưởng mà nói tới không bao giờ tồn tại. Tại bất kỳ ai khi mà tham gia vào một cuộc thảo luận á, là không bao giờ họ bình đẳng. Hầu như không có sự bình đẳng. Mọi người có trình độ kiến thức cao hơn, mọi người trình độ kiến thức thấp hơn, mọi người có vị trí xã hội cao hơn. Xin lỗi các bạn. Thì cái ý với ngành phê bình các bạn, họ nếu mà nghe cái điểm này để họ phê bình Habermas á, họ cho rằng đó, cái anh đừng có nói là cái cộng đồng lý tưởng nó không có tồn tại. Tại bất kỳ nào chúng ta tham gia bất kỳ một tranh luận nào, thì có người kiến thức nhiều hơn, có người kiến thức thấp hơn, có người có trình độ cao hơn, người trình độ thấp hơn, có người thì có uy tín xã hội rất là lớn. Bạn dám tranh cãi với thủ tướng Phạm Minh Chính không? Cái tự nhiên là mình thấy thuyết phục rồi. Thủ tướng nói chuyện với chúng ta về vấn đề chính sách của xã hội, hay là tăng lương, hay là tăng thuế gì đó. Và cho dù chúng ta các bạn là đại biểu quốc hội đi nữa nha, đang ngồi trong quốc hội nha, bạn vẫn phải nể mặt ông ta chứ. Đúng không? Và bạn nghĩ rằng ông ta biết nhiều hơn mình. Bạn dù sao đó là thủ tướng, vị trí rất là cao, ông ta nắm được rất nhiều nguồn thông tin. Còn bạn cũng chỉ là đại biểu quốc hội thôi. Bạn có thông tin chưa chắc bằng ông ta. Đúng không? Tại ông ta là quản lý tất cả mà, đứng đầu tất cả các bộ mà. Ông ta nắm cả hồ sơ và các báo cáo của các bộ trưởng, thì như vậy kiến thức ông ta phải nhiều hơn mình chứ. Thủ tướng Mỹ chứ hả, tổng thống Nga chứ hả, vân vân. Chúng ta cũng có cái cảm giác rằng là mình không thể nói chuyện lại với người này, không thể tranh cãi với họ được, thì họ nắm quá nhiều thông tin. Và tổng thống Mỹ, tổng thống Nga, người đứng đầu một cơ quan quyền lực, đúng không ạ?
Đấy, về kinh tế chính trị tao quản lý cả một đất nước mà. Nhưng mà chắc chắn ông ta phải biết nhiều thứ hơn mình chứ. Đó. Là một vấn đề quan trọng hơn các bạn, những con người mà ngụy biện á, họ sẽ nói những lý do ngụy biện mà nghe rất hợp lý thì mà mình phải có đủ trình độ để mình phát hiện nó chứ. Nếu anh chàng có ngụy biện mà đặc biệt các chính trị gia là sư tổ ngụy biện, mấy chính trị gia là trùng nói dối, trùng nói dóc, mà nói dóc mà không chớp mắt luôn á. Nhiều người nói dối nhìn biết liền, nói dối không chớp mắt luôn, nhìn như thiệt luôn, họ còn khóc được mà. Những chính trị gia là những diễn viên mà tài năng giỏi nhất về có thể nói dối trá, mà nếu mình không có hiểu được sao mình tranh cãi với họ được. Mà tin tôi này, cam kết với tôi, cái ông gì tổng thống gì nổi tiếng, ông Bush cha đó các bạn, ông Bush tổng thống cha, hai con cùng là tổng thống thì gọi là Bush cha và Bush con. Ông nổi tiếng, ông hướng cam kết bạn, ông là cộng hòa, ông cam kết như nè, giảm thuế, sẽ giảm thuế, ông còn lấy tay ông chỉ vô cái miệng ông chứ. Read my lips, mà lên mạng tra cái từ là ra tên con bú sự luôn. Coi nè, nhìn cái môi tôi nè. Read my lips. Không, no more tax. Không có thuế nữa, no more tax. Mới đặt cử lên là tăng thuế liền luôn. Nói dối mà không biết ngượng luôn, trớ trẻ. Nhưng mà hầu như chính giả nào cũng giống cha này, chứ mấy của mình ông này. Ông này không hề là ngoại lệ, ông là điển hình. Muốn nắng đấy, ông cùng nói là hãy nhìn môi tôi các bạn, hãy nhìn vào đôi môi của tôi. Read my lips. Ok, no more tax. Không thuế nữa, không thuế nữa, no more tax. Mới đắc cử xong tăng thuế liền luôn. Cái điều đầu tiên tôi làm sau khi đắc cử là tăng thuế. Tôi đám cộng hòa nó chửi quá trời luôn. Ok, nó chửi quá trời. Rõ ràng không phải, họ không điều cử, không hứa bạn, không hứa. Đúng tiêu chuẩn cộng hòa là không tăng thuế. No more tax. Read my lips. No more tax. No tax. Mọi người vỗ tay mà mầm. Mới đắc cử xong tăng thuế liền. Ok. Thì nếu trong trường hợp những nhân vật vậy mà mình muốn tranh cãi, mình tranh cãi bằng cách nào? Bạn có năng lực lý tính, là bạn là người có lý tính, nhưng mà không đủ kiến thức, mà không hiểu gì về kinh tế, mà không hiểu về thị trường, mà không hiểu về tâm lý, về lòng người, thì bạn tranh cãi với cái người mà họ sử dụng những điều đó để họ thao túng tâm lý của bạn bằng cái nào? Thì bạn đấu lại với người đó được. Thế nên cuối cùng bạn đồng thuận, bạn rất là đồng thuận, bạn rất vui vẻ luôn ký văn bản. Cuối cùng bạn biết bạn bị lừa. Thì những chuyện đó thì sao? Ok, thì chúng ta phải tiếp tục phải xíu là đây các bạn. Đây nên nhắc lại hoài câu này các bạn. Giá trị hiệu lực của một chuẩn mực nào đó chỉ được biện minh trên cơ sở là liên chủ thể, tức là nhiều chủ thể cùng phối hợp. Và chúng ta hiểu rằng cái điều kiện là chúng ta khi mà tham gia vào đó thì đây là hoàn cảnh lý tưởng, theo cái nghĩa Habermas nói đi nói lại là chúng ta giả định rằng một hoàn cảnh lý tưởng trong đó những người có tham gia đều có năng lực như nhau. Ok, và với cái năng lực lý tính như nhau, bạn không có được dùng cái năng lực đó để thao túng người khác. Thì dùng năng lực để thao túng các bác như bạn không hợp lý rồi. Và đây là ông ta đã trả lời cho những lời phê bình vừa rồi. Tức là một khi bạn đã dùng cái đó để thao túng tâm lý, như bạn Khôi tranh cãi với tôi, thì tôi sử dụng những kiến thức mà tôi biết là bạn Khôi không thể có được. Vậy, để tôi trả lời câu hỏi của bạn Khôi. Thì bạn Khôi cảm thấy rằng là thầy mình đúng là thầy biết quá nhiều. Thế nên mình nói ok, như vậy là tôi đã không hợp lý trong vấn đề đó. Tôi sử dụng những loại kiến thức mà tôi biết chắc chắn là bạn Khôi không biết. Để bạn Khôi cuối cùng phải yes, phải đồng thuận với tôi. Nhưng sự đồng thuận đó không phải đồng thuận có cơ sở. Nếu tôi là chính trị gia hay tôi là bác học hay gì đó, tôi sử dụng kiến thức mà bạn không thể biết được. Thông thường là bạn biết rằng là những người có học đó bạn, những người trí thức cao cấp đó, trong đó cũng không thiếu gì thành phần lừa đảo trong đó. Họ lừa đảo một cách trí thức, họ lừa đảo một cách tế nhị lắm, chứ không phải lừa đảo theo kiểu mà thô thiển mà. Họ nói những điều mà mình cứ cảm giác là nó đúng, tại vì họ tuyên bố ra những cái câu mà rất là hay mà là mình cảm giác mình không biết là câu đó họ đúng hay nói sai, là không biết là họ lấy kiến thức ở đâu ra. Nhưng mình giả định rằng có lẽ họ là tiến sĩ, giáo sư gì đó thì chắc là họ có kiến thức đó, thành ra chúng ta chấp nhận vậy thôi, ta cũng gật đầu vui vẻ.
thậm chí chúng ta còn đi góp phần ca ngợi người đó nữa chứ. Mà ta ra xã hội ta còn tung hô thêm, giỏi lắm. Nhiều người sinh viên đến nói với tôi như vậy đó. Phạm Công Thiện giỏi lắm, Bùi Giáng giỏi lắm. Tôi hỏi lại sao biết người ta giỏi? Không trả lời được. Đấy. Tại vì anh phải giỏi ngang Phạm Công Thiện anh mới đánh giá được chứ. Hoặc anh phải giỏi hơn Phạm Công Thiện. Tôi nói nhiều bạn này là bác sĩ, đúng lắm. Mà tôi muốn đánh giá trình độ y khoa các bạn này, tôi phải là thầy bạn này chứ, tôi mới đánh giá được chứ. À, anh này là bác sĩ ở Bảo, Khôi là bác sĩ ở Bảo giỏi nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao tôi có thể nói như vậy được? Và tôi là thầy trực tiếp giám sát cái việc giải phẫu của anh ta từ học từ hồi năm thứ nhất tới giờ. Và tôi làm trong 30 năm trong cái ngày giải phẫu rồi, từ Hà Nội tới miền Trung cho tới Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thấy là mổ gần như là thành tích, không hề bị sai sót. Trong 10 lần như vậy là 10 lần và 9 lần là làm đạt chuẩn, tôi có chứng minh đưa ra. Nếu tôi nói là Khôi là bác sĩ giỏi nhất mà đơn thuần là như vậy thì không có một cái bằng chứng nào. Nhưng mà thấy hầu hết mọi người đều ca ngợi theo cái dạng ngoài. Nhưng mà thấy ngoài xã hội hiện nay á, cái người ca ngợi không biết gì về đối tượng mình ca ngợi hết, cứ khen sùm. Nhưng mà khi mình hỏi kiểm tra lại thì anh dựa vào đâu để nói là Phạm Công Thiện giỏi? Giỏi ở chỗ nào? Thì tôi thấy ông này như là giỏi ngoại ngữ lắm á, đọc sách không biết Anh tiếng Pháp. Cái tôi hỏi là trình độ ngoại ngữ anh cỡ nào? Em tiếng Anh thì em đâu biết, bởi vậy em nghĩ ông giỏi. Tiếng Anh không biết mà sao không biết là Phạm Thiện giỏi tiếng Anh? Mà thấy rất nhiều người họ phạm vào cái những cái sơ hở rất là buồn cười khi mà họ đánh giá về năng lực người khác, và đặc biệt năng lực ngoại ngữ này. Tôi nghe nói người đó tiếng Anh giỏi lắm mà, cái mà nói sao biết là giỏi? Trời ơi, Việt kiểu quá, ở bên Mỹ mà 30 năm luôn á, tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ luôn. Cái mà nó có chắc đâu, không chắc, nhưng mà như tôi nghĩ là như vậy mà. Việt kiểu ở bên Mỹ 30 năm thì tiếng Anh nó phải giỏi chứ, nó chưa chắc à. Nhưng mà chúng ta thích như thế này. Khi mà đưa ra những lời biện minh không có lý, chỉ đơn giản là tôi nghĩ vậy. Tôi nghĩ đấy là Việt kiểu ở bên Mỹ 30 năm thì chắc là tiếng Anh phải giỏi chứ. Đơn thuần, không có bằng chứng gì hết, không có một cái bằng chứng hợp lý nào, không có một cái thống kê nào cho thấy là bao nhiêu phần trăm mà Việt kiều Mỹ hầu hết còn 70% trở lên chẳng hạn đều nói anh giỏi, có sự kiểm định sao ngay con người không, không hết ta khẳng định xuống vậy thôi. Khi hỏi tới thì thật ra có thể đúc kết như tạm thời như sau các bạn, hầu như là những con người khi họ ca ngợi người khác như vậy đó, nó không thường là họ so với chính họ. Mà thấy người này giỏi quá, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức biết, mà mình không biết tiếng nào, chắc là phải giỏi rồi. Trong khi cái nguyên tắc về hợp lý là như thế này, bạn phải là thầy của những người đó, bạn mới đánh giá được người đó giỏi hay không chứ. Bạn có biết là người đó thế nào gọi là giỏi, bạn có một cái bài là TOEFL bao nhiêu điểm, ok, IELTS mấy điểm, như thế nào, cái đó nó là cụ thể nha. Vậy bạn nói với tôi là bạn tiếng Anh khá, bạn muốn xin vào làm công việc của công ty của tôi mở một công ty phim gì, xin mời bất cứ ứng viên nào có tiếng Anh khá để tham gia. Cái Thành xuất hiện, Khôi xuất hiện, Thành cho em tham gia này. Nói, ủa, tôi nhớ là như Khôi học triết mà, nhưng tiếng Anh em cũng giỏi lắm, mấy bằng chứng đâu? Tốt phô em 35 điểm hay là IELTS, nhưng còn nó không có thì tôi phải nghi ngờ, tôi phải test lại chứ, đúng không? Chứ làm sao tôi có thể giao công việc quan trọng mà cho một cái người mà chỉ đơn giản là họ tự xưng là như thế. Trong khi nhiều vấn đề công việc hàng ngày thì chúng ta nhiều khi rất là thận trọng, nhiều khi hơn mức cần thiết. Còn đối với những thần tượng chúng ta tán dương thì thôi, tôi thấy là coi như gần như là vô cực luôn. Không có một cái bằng chứng nào để mà nói cho như mình là giỏi lắm. Mà đơn thuần là mình thấy có một người ca ngợi là ông ấy biết cả tiếng Phạn, ông ấy biết cả tiếng Do Thái cổ. Còn anh biết tiếng Do Thái không? Nói không. Vậy sao khi người đó họ nói là họ biết tiếng Do Thái là anh biết là họ nói đúng hay là nói dối anh? Nói là anh phải là người chuyên gia về tiếng Do Thái cổ. Anh nghe mà nó mới xác nhận người đó thì tôi mới tin anh mới đúng nhé. Ông giờ tiếng Do Thái cổ lắm. Và tại tôi người Do Thái. Ồ vậy hả? Tôi có học đó tôi biết. Ông này ông nói được tiếng Do Thái, ông đọc được tiếng Do Thái luôn. Thì mình rất tin người đó, tại vì có bằng chứng rất hợp lý. Cái người khen là người Do Thái. Ok. Tiếng Do Thái là giỏi lắm. Tôi nói, Việt Nam mọi người biết tiếng Do Thái nào rất là hay đó nha, là tại vì là hiếm lắm, ta đa số biết tiếng Anh chứ còn tiếng Do Thái là tiếng rất là lạ luôn. Tôi người Do Thái, tôi biết thì nó anh tên tôi đi, anh giỏi, ông học bên Jerusalem, tốt nghiệp ở trường Kinh Thánh gì bên Jerusalem,
ở người Việt Nam những học bên Túc ở Jerusalem tiếng Do Thái không, thì mình có thể có cơ sở, nhưng cứ những trường hợp như vậy rất là hiếm hoi các bạn. Có bằng chứng cụ thể phần lớn chúng ta tin tưởng là người đó chắc là giỏi, vì chúng ta đoán là như thế, và chúng ta không có biết ngoại ngữ nào trong số ngoại ngữ mà họ tuyên bố, chúng ta đoán chắc là giỏi lắm vậy thôi. Không có một cái điều gì đó. Nhưng cái điều Hamas cung cấp ở đây về đạo đức học diễn ngôn, tôi nghĩ rằng là nó áp dụng cho mọi lĩnh vực khác của xã hội, bất kỳ lĩnh vực gì, để biện minh cho cái hành động của mình hay một cái quyết định của mình, đặc biệt là cái quyết định đó, cái hành động đó ảnh hưởng tới quyền lợi của rất nhiều người có liên quan, chúng ta cần sự đồng thuận của tất cả mọi người đó. Ok, và chính điều này các bạn là một lý tưởng, ông ta cũng phải thừa nhận như vậy. Điều đó có nghĩa là lý tưởng có nghĩa là khó thực hiện trong hiện thực, rằng mỗi người có liên quan, lấy ví dụ cái phòng này chắc không cần xã hội đâu lớn hết, cái phòng này lấy tượng trưng cho xã hội thôi, thì khi mọi người đưa ra quan điểm để tranh cãi liên quan tới quyền lợi của mình các bạn, là chắc chắn là rất khó đồng thuận rồi. Okay. Là mỗi người lại dựa trên quyền lợi của chính mình. Okay. Ví dụ tôi nói rằng là các bạn phải lần sau đến nghe nhớ phải nộp phí tham gia. Okay. Thì những bạn mà về tài chính dư giả các bạn thấy đồng thuận á, em thấy rất đúng này, em thấy thầy nói chuyện thấy khô nước bọt mệt quá thì em sẽ góp tiền cho thầy của bà về mà. Còn một số người khác khó khăn hơn mà thấy mà họ đã quen như thế này rồi thì nó tự nhiên cái kỳ vậy. Ông thầy này ông đốt chứng kìa, mà khi mình nghe miễn phí không sao đột nhiên lần này không đòi tiền đâu. Đúng không? Có rất nhiều lý do, một cái chỗ bình thường như vậy thôi các bạn là đã khó đạt được sự đồng thuận rồi. Là một, hai nữa là cái nguồn gốc của sự đồng thuận nó đến từ rất nhiều nguồn khác nhau. Chứ Hamas cứ nhấn mạnh đi lại là lý tính là vậy. Tức là ông ta là một nhà xã hội học. Ông ta quên mất một yếu tố tâm lý quan trọng của con người là chúng ta có những nhu cầu tâm lý nữa. Là có nhu cầu tự thể hiện bản thân. Chúng ta có nhu cầu dối trá để mình được đẹp hơn trong mắt người khác là chuyện rất bình thường. Nhấn mạnh nha, ông này là triết gia và là nhà xã hội học, nhưng những nhà tâm lý học sẽ nhìn vấn đề khác hẳn. Nhà tâm học nói rằng anh không nghiên cứu tâm lý, anh không thấy cái khả năng của con người đó, nó không có lý tính. Con người khả năng tự lừa dối chính mình đó, một cách kỳ diệu luôn. Con người có thể tự lừa dối mình. Tôi lấy ví dụ, trong một cuộc khảo sát thì chuyện vui để kết thúc rồi. Của báo, tờ báo nào cũng quên mất rồi, báo gì đó ở bên Mỹ đó. Họ hỏi, họ tham gia, rất người tham gia, đây là xã hội Mỹ đi. Hỏi một câu là theo bạn á, dựa trên mức độ trung thực và cái đạo đức của từng con người đó, bạn đánh giá và cho điểm ai là người có tỷ lệ phần trăm cao nhất để được lên thiên đường. Tức như bạn biết những nổi tiếng như là tổng thống hay là minh tinh điện ảnh, siêu sao điện ảnh Tom Cruise, bất kỳ ai thì ai có khả năng nhiều nhất lên thiên đường. Thì đang hỏi đang xảy ra cái vụ mà Bill Clinton, thì Bill Clinton là cái người đang là gian dối, thề mà tôi không có quan hệ tình dục với lại Monica Lewinsky, cuối cùng phát hiện ra người ta có. Ông này thề luôn mà, nó mới chết địa gia, chuyên gia nói dối mà. Cuối cùng người ta phủ nhận đó không phải là quan hệ tình dục. Đó là không quan hệ với cái cô đó, Madame Monica Lewinsky nọ. Thì ông này có được tỷ lệ là 57% dân Mỹ bầu vào. Họ vẫn tin rằng là Bill Clinton tổng thống có khả năng lên thiên đường. 57%, tỷ lệ là 57%. Ok, 87% họ bầu cho chính mình. Tôi là người xứng đáng nhất lên thiên đường. Mấy người khác là hạng gì đó, nó xếp hạng là Tom Cruise xếp hạng là cái bà gì nổi tiếng, bà mẹ Teresa đó, Mother Teresa, cái người phụ nữ đạo Công giáo mà rất là làm việc thiện nguyện á, giúp đỡ cả mấy bệnh nhân bị cùi ở bên mấy cái nước ông là thánh thiện, được giải Nobel luôn à. Cái thánh thiện của mẹ Teresa thì đến nỗi mà nó thành huyền thoại luôn, nổi tiếng luôn á, mà vẫn xếp sau lưng của họ. Tức là họ là người đầu tiên lên thiên đường, kế tiếp là mẹ Teresa, thứ ba tổng thống được lên đường. Okay. Cái thông điệp rất rõ ràng các bạn, chúng ta có xu hướng đánh giá mình là người đạo đức nhất, cái khả năng con người tự lừa dối chính mình nó rất là cao. Trong khi là họ đặt máy quay để theo dõi đó, thì những con người tự xưng là người đạo đức đó không có vi phạm gì đó, đánh giá mình cho điểm mình rất là cao đúng không ạ. Đó, lại là những người mà trộm vặt nổi tiếng, chứ tôi lấy mới được là vặt,
như thư viện này nha, những nơi mà họ thấy là những cái ba thấy, ví dụ như là quán cà phê các bạn, trung bình một quán cà phê bên Anh các bạn trung bình một tháng mất 1.800 cái muỗng cà phê, khách lấy có, nhân viên lấy có, trung bình một tháng một quán cà phê Anh mất 1.800 cái muỗng cà phê các bạn. Số tiền mà muỗng cà phê bị mất một năm của tất cả các quán cà phê trên nước Anh các bạn trong một năm lên tới 18 triệu bảng Anh, một số tiền không phải là nhỏ nha. Tức là những người đó khi mà được bắt tại trận, bắt tại trận hỏi họ, họ nói cái muỗng là gì lớn vậy, họ không cho nó trộm cắp nha, họ lấy thường xuyên, lấy đều đặn, có người lấy tới 2.000 cái luôn, mỗi ngày lấy có túi mà khi bị bảo vệ phát hiện nó soi chiếu được anh thì họ đỉnh bơ nó mấy cái muỗng như gì đâu, làm như chuyện gì mà to tát lắm mà. Tức là họ không nghĩ đó là hành vi vô đạo đức luôn. Okay. Và những sinh viên và học thần học đang thuyết trình về kinh thánh đó, cái mấy giáo sư đó mới thả một cái người làm bộ nằm xỉu dưới đường các bạn. Đây là cái khu viên đại học, những sinh viên đó là bài thuyết trình về đạo đức á, nên giúp đỡ người khác các bạn. Có người đang nằm trên đây nó không giúp đỡ, chạy thẳng, chỉ có một thiểu số đứng lại thật sự giúp đỡ, phần lớn hơn 60% sinh viên là lo về cái vấn đề thuyết trình đó, chết đến giờ rồi. Tại mấy ông giáo sư cố tình ông dàn dựng như vậy để coi cái phản ứng bạn như thế nào, mà thì coi là bạn có thật sự người đạo đức không. Ok, thì bạn cho một cái người lấy cái sốt cà chua cái sắp đổ lên người như máu me lăn lo để coi sao không hả. Ok, là 60% mọi người không dừng lại, chạy thẳng đến giảng đường để thuyết trình về đề tài chúng ta nên giúp đỡ người khác. Ok, trong khi một người đang máu me lăn ngoài đường kia thì kể đó sao đang thuyết trình cái chủ đề giáo sư, mình phải sống cho họ, phải nên giúp đỡ người khác, lo thuyết trình quá trời đấy thấy thì nó đáy đường mà cứ okay, cố gắng chịu đi nha, thẳng đến mà. Okay. Trong lúc cái buổi giảng về đạo đức mà họ còn như vậy, không biết khả năng của con người nó từ tâm lý mà con người khả năng tự lừa dối mình nó cao lắm. Đó. Thành ra tôi muốn trình bày, rất cảm ơn bạn Hành là gợi ý tôi trình bày về đạo đức học diễn ngôn, tôi thấy là đó là rất là hay đó. Nhưng mà chúng ta sẽ đồng ý với nhau rằng nó quá lý tưởng. Ở điểm là cái động cơ tâm lý thầm kín bên trong chúng ta đó, nó khiến mình phải lừa dối chính mình trước rồi sau đó lừa dối người khác. Mà mình lại thật sự tin vào lời lừa dối đó, mình tin rằng mình thông minh hơn người khác. Phần lớn chúng ta tin rằng mình thông minh hơn người khác khi cho điểm các bạn. Phần lớn ta tin rằng mình đẹp hơn người khác. Phần lớn ta tin rằng mình đạo đức hơn người khác. Và điều đó là một những cái ảo giác rất là khó chữa về mặt tâm lý học, rất là khó chữa trị. Chính vì vậy làm sao chúng ta có thể hy vọng rằng trong hoàn cảnh lý tưởng mà con người đó có thể thật sự là chỉ biết lắng nghe sự thật. Thế ví dụ trở lại trường hợp ví dụ chồng vợ lúc này, thì không có điều gì đảm bảo rằng người chồng sẽ có lý tính để nghe lắng nghe người vợ đầy đủ từ đầu đến cuối hết. Cuối cùng ta sẽ kết luận một cách ngang xương mà em nói nhiều quá, giờ một là muốn quay không nói tiếng đi, giờ muốn sao, cái người vợ sợ mất lòng chồng mà chồng không còn tình cảm thì nói thôi giờ anh quyết sao cũng được, em làm nó làm nhằn nhà nào cũng là nhà, chỗ nào cũng có cái chỗ đó thì anh thích nó cũng hơn mà. Thường thường là như thế, tại người chồng trong tâm lý, trong cái thâm tâm của họ muốn chứng tỏ quyền lực của mình là chồng, mình là người làm ra tiền, mình phải là người quyết định chứ, tôn trọng vợ mình là đủ rồi, hỏi ý kiến là đủ rồi, hỏi ý kiến thôi chứ không phải để nghe lý do, tức là ra vẻ dân chủ mà, đóng kịch dân chủ mà cũng hỏi ý kiến vợ. Nhưng mà đây là một cái chuyện khác nữa, ông chủ ông sếp của tôi, tôi đây tôi làm cho công ty Vạn Quốc Hưng đó mà, tôi là phó tổng đốc Vạn Quốc Hưng, ông sếp vừa mới nói anh Dũng ơi, hôm nay tập trung nhân viên cuối năm rồi thưởng cho họ, nói họ là muốn đi vô chơi đi, tùy họ chọn. Ok, muốn đi chỗ nào được, nước ngoài luôn, gần gần hơn Singapore, Thái Lan, ok, nhưng dành cho các cấp trưởng phòng, ok. Còn nhân viên cấp dưới hơn thì có thể đi Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, tùy nha. Ok, cho họ thảo luận thoải mái. Tôi mà thấy ông sếp này rất là ngon lành, ok, rồi, yes sir. Đang thảo luận thì hôm nay ông xô cửa vào, tôi thấy đi Đà Lạt là tốt nhất. Tức là cái diễn kịch dân chủ nó kết thúc trong vòng nửa tiếng hồ là kết thúc rồi mà. Cái mọi người nghe sếp nói, đi Lạt là hay nhất, các bạn có đồng ý không? Hôm nay mọi người cũng những nụ cười méo sạch mà
cái chân dung của một kẻ độc tài nó sẽ xuất hiện. Hồi nãy thì dân chủ luôn, thôi đi mà ăn được thoải mái. Bây giờ năm nay là mình thắng lớn mà, bán cái bất động sản được nhiều mà, công ty bất động sản nè, thoải mái đi. Mới đang ngồi tôi mới họp mới hỏi ý kiến ông ta vô nói luôn cái là tôi khi làm luôn nhé. Thì tôi nghĩ rằng cái thông tâm của ông ấy mà luôn luôn muốn chứng tỏ mình là chủ, mình là người quyết định, mình là người trả tiền cho chuyến đi này mà, thì mình có ý kiến là đúng chứ đâu có gì sai đâu. Mình là người trả tiền đó, cái họ trả tiền đó, thành ra cũng làm ra vẻ bằng cái dân chủ và hỏi han người khác. Nhưng thật sự là ông ta sếp chỉ cần nêu cái đó ra thôi là bạn ấy làm sao mà cái người nhân viên các bạn còn đủ khả năng để tiếp tục thảo luận hoặc là tranh biện với sếp nữa. Tại sếp đã nghĩ, sếp không có nói hẳn thì sếp nói là tôi nghĩ đi là tốt nhất. Ông chứ tôi nghĩ thì thôi là mọi người đồng ý rồi là xong rồi, làm sao mà chúng ta có thể tiếp tục thảo luận được. Cho nên á, cái ông này cứ khẳng định là lý tưởng, còn ta muốn nối kết lý tưởng với hiện thực. Nhưng những người phê bình đã nhận ra rằng là giữa lý tưởng và hiện thực nó có một khoảng cách không vượt qua được luôn. Không vượt qua được, tại vì thực tế đó là thực tế tâm lý của con người, họ có rất nhiều loại nhu cầu khác để muốn thể hiện, chứ không phải lúc nào họ cũng muốn còn muốn hướng tới chân lý đâu. Hai người tranh cãi với nhau không phải mục đích là chân lý đâu. Tranh cãi thì chứng tỏ là họ thông minh hơn, họ tài giỏi hơn, hoặc là họ hiểu biết hơn, hoặc là có quyền lực hơn người khác chẳng hạn vậy. Thì hầu như là Habermas không có đề cập đến những nhu cầu tâm lý như vậy. Các xin lắng nghe, xin cảm ơn sự lắng nghe các bạn. Xin nói tôi được kết thúc đây.